Chương 4852, Phản bội tộc thiển gia. Thanh Mộc Thần Đế, cách liền quá xa xôi, quá xa vời, nhân thế đã không có bao nhiêu người biết chuyện xưa của hắn, hắn truyền kỳ, sự tích của hắn. Ít nhất là tại tiên thành trước cố sự, nhân thế biết đến chính là lát đác không có mấy. Thế nhưng, tiên thành sau đó, nhân thế tu sĩ cường giả cũng đều nghe qua Thanh Mộc Thần Đế, tính là là không biết sự tích của hắn, cũng biết đại danh của hắn thậm chí có một loại thuyết pháp cho rằng tiên dân có thể cùng cổ tộc chung thiên hạ các tướng nhất phương cùng thanh mộc thần đế có quan hệ lớn lao thế nhưng còn liên quan tới thanh mộc thần đế đủ loại nhân thế còn có thể biết lác đác không có mấy từ thanh mộc thần đế tiến nhập tiên thành sau đó lại cũng chưa từng lộ ra mặt bất quá liệt diễm cuồng đao lại theo bác thất đạo quân trong miệng biết được một phần thanh mộc thần đế đã qua câu chuyện nghe đồn thanh mộc thần đế chính là ở đó xa xôi viễn cổ lúc, ở đó đã khó có thể ngược dòng kỷ nguyên bên trong, thanh mộc thần đế, là vị thứ nhất vạn cổ vô địch đại đế, từ thanh mộc thần đế khai sáng tối cao thời đại. Thanh mộc thần đế trước. Liệt diễm cuồng đao cũng không khỏi là thấp giọng hỏi. Lý thất giả dạ theo xa xôi trên bầu trời thu hồi ánh mắt, nhìn thoáng qua liệt diễm cuồng đao một cái, lạnh nhạt nói, thanh mộc thần đế, lấy khởi nguyên mà nói, đại thế khai sáng, cũng không phải là thanh mộc thần đế vậy là ai liệt diễm cuồng đao không khỏi tâm thần là một trong chấn động hắn từng từ bệ hạ chỗ ấy nghe nói qua một phần thanh mộc thần đế truyền thuyết cũng từng nói thanh mộc thần đế chính là vị thứ nhất đại đế quyền thiên đế lý thất dạ nhẹ nhàng mà vuốt ve cái này sơn thể thạch bích từ từ nói quyền thiên đế nghe được tên này liệt diễm cuồng đao hoàn toàn không biết gì cả chưa từng nghe thấy là một cái rất tên xa lạ trong khoảng thời gian ngắn liệt diễm cuồng đao cũng không khỏi ngẩn ngơ hắn theo tự mình bệ hạ trong miệng biết được thanh mộc thần đế chính là vàng cổ trước vị thứ nhất đại đế nhưng mà hiện tại lý thất dạ trong miệng thanh mộc thần đế cũng không phải là vị thứ nhất đại đế trước đó có một vị đại đế quyền thiên đế một cái hắn chưa từng có nghe qua tồn tại thậm chí là đối tên của hắn là hoàn toàn không biết gì cả lúc này này tin cái nào thì sao đây không biết vì sao vào lúc này Liệt Diễm Cùng Đao ở trong lòng có một loại thái quá ý nghĩ. Hắn dĩ nhiên lại thêm thiên hướng về lý thất dạ. Ý nghĩ như vậy, chính hắn đều cảm thấy khó tin, bệ hạ của bọn hắn chính là vô địch đạo quân, tung hoành thiên hạ, học thức uyên bác, kiến thức trọng, lý thất dạ, lại chẳng qua là yên lặng vô danh, bình thường tiểu tu sĩ mà thôi. Thế nhưng, vào lúc này, Liệt Diễm Cùng Đao lại tin tưởng lý thất dạ lời, cảm giác như vậy, hết sức thái quá. Trong khoảng thời gian ngắn, liệt diễm cuồng đao cũng không khỏi là ngây dại, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Chưa từng nghe qua, đó là bình thường sự tình. Lý thất dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, hắn từng khai sáng một cái không được môn phái truyền thừa. Ở đó xa xôi trong năm tháng, xưng tôn thiên hạ, vạn tộc thần phục. Gọi chuyện gì môn phái đây? Liệt diễm cùng đau phục hồi tinh thần lại, không khỏi hỏi. Lý thất dạ lạnh nhạt nói, tiên môn tiên môn, liệt diễm cuồng đao không khỏi thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ, lẩm bẩm tên này. Tiên môn, nghe là thật đơn giản một cái tên, tự hồ không có gì khí phách, thế nhưng, nếu là có thể nghe hiểu được người, cũng sẽ hít một hơi lãnh khí. Tiên môn, nhân thế, có như thế nào tồn tại, dám có như thế đại khẩu khí, cũng dám đặt tên là tiên môn. Dám đặt tên là tiên môn, hoặc là vô tri, hoặc là vạn cổ vô địch muốn thành là vạn cổ vô song tồn tại có lẽ là chứng được tiên nhân lúc này mới có thể dám lấy tiên môn danh nếu là thuộc về cái sau như vậy môn phái như vậy truyền thừa đó là có đáng sợ dường nào nội tình vào lúc này liệt diễm cuồng đao sẽ không từng nghĩ đến lý thất già dạ từng nói như vậy môn phái chính là bác thất vương triều gấp mười lần cường đại đều xa không chỉ tiên môn chính đế lý thất già dạ lạnh nhạt nói thiển gia trước lại có gì người có thể cùng phản bội tộc thiển gia a à? lý thất giả dạ nhắc tới cái khác truyền thừa lúc liệt diễm cuồng đau trong lòng là kịch chấn không khỏi thốt ra đúng thiển gia lý thất giả dạ trong nháy mắt không khỏi hai mắt ngưng tụ tại hai mắt chỗ sâu nhất nhúc nhích quang mang qua một lúc lâu nhìn liệt diễm cuồng đau lạnh nhạt nói phản bội tộc thiển gia cái nào hạ xuống tội danh Liệt diễm cuồng đau không khỏi thật sâu hít thở một cái khí, ổn ổn tâm thần, một lát sau, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, nói rằng, thuộc hạ cũng là hoàn toàn không biết gì cả, đây chỉ là một truyền thuyết, không có ai đi nói về, cổ tộc không được đàm luận, tiên dân biết, càng là lác đác không có mấy. Chỉ là một thuyết pháp tình hình cụ thể và tỉ mỉ không cách nào tìm tội nghiên cứu. Thiên đình Lý thất giả lạnh nhạt nói, ánh mắt ngắm được rất xa xôi, rất xa xôi thoáng cái trở nên yên lặng. Qua một lúc lâu, Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt nhẹ nhàng mà vuốt ve sơn thể thạch bích. Trên thạch bích mỗi một đầu tinh tế văn lộ đều theo hắn lòng bàn tay lưu lửng lờ trôi qua. Năm đó tiên môn chính là xây dựng ở nơi đây a. À. Liệt Diễm cuồng đau phục hồi tinh thần lại thấp giọng nói rằng. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu nói rằng không sai. Năm đó tiên môn liền xây ở nơi đây. Nơi đây chính là đã từng hiệu lệnh thiên hạ nơi từng để cho vạn tộc thần phục nơi, đương nhiên cũng có người cho rằng tiên môn so thiên đình sớm hơn, hiệu lệnh thiên hạ, vạn tộc thần phục. liệt diễm cuồng đau lẩm bẩm, hắn có thể tưởng tượng cái này là như thế nào rầm rộ, hiệu lệnh thiên hạ, bực nào khó lường, chỉ sợ hôm nay thiên đình đều làm không được. về sau thế nào băng diệt đây? liệt diễm cuồng đau không khỏi hỏi, mặc dù nói bất kỳ môn phái nào hưng suy băng diệt đều là lại chuyện không quá bình thường. Thế nhưng, một môn chính đế, như thế nào vô song truyền thừa, như thế nào vạn cổ vô địch môn phái, một cái có thể hiệu lệnh thiên hạ truyền thừa, một cái có thể cho vạn tộc thần phục truyền thừa. Cuối cùng vẫn là tan thành mây khói, cái này phía sau đến tột cùng là như thế nào tan thành mây khói, những liệt diễm cuồng đau ở trong lòng tràn ngập tò mò. Cái khác chủng tộc. Lý thất già lạnh nhạt nói, cái khác chủng tộc cuộc khởi cái khác chủng tộc nghe được lý thất dạ lời liệt diễm cùng đau không khỏi hỏi là loại nào tộc cổ minh lý thất dạ từ từ nói cổ minh liệt diễm cùng đau vừa nghe là một cái xa lạ vô cùng tên cũng là một người cho tới bây giờ chưa từng nghe qua tên hắn sẽ không tự nói rằng có như vậy một chủng tộc a à? bất luận là tiên dân vẫn là cổ tộc liệt diễm cùng đau đều chưa từng có nghe qua có như vậy một chủng tộc đây là một cái như thế nào chủng tộc đây dĩ nhiên có thể cho một môn chính đế truyền thừa tan thành mây khói như vậy một chủng tộc là cỡ nào đáng sợ kinh khủng cỡ nào chưa từng nghe qua cũng là bình thường lý thất giả cười cười từ từ nói đó là một đã không ở cõi đời này chủng tộc đã tan thành mây khói như thế nào tan thành mây khói liệt diễm cùng đau nhịn không được hỏi một câu nữa một cái có thể cho tiên môn tan thành mây khói chủng tộc lại cuối cùng không ở trong nhân thế cũng là tan thành mây khói mạnh mẽ như vậy một chủng tộc đến tột cùng vì sao có thể tan thành mây khói đối với liệt diễm cuồng đau hiếu kỳ lý thất dạ mỉm cười không nói làm liệt diễm cuồng đau tỉnh hồn lại thời điểm chính hắn cũng không khỏi là một trong ngây ngô đột nhiên hắn có một loại ảo giác tại đây trong lời nói hắn tại lý thất dạ trước mặt thật giống như một cái kiến thức nông cạn nghe thấy biết lác đác không có mấy trẻ con Lý Thất Dạ giống như là Bác Học Phu tử, tại như vậy một môn một đáp ở giữa, hắn đối lý Thất Dạ tất cả trả lời đều là cảm thấy hết sức hài lòng. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy ảo giác. Những liệt diễm cuồng đau không lời nào có thể diễn tả được, nhưng cái loại cảm giác này lại là chân thật như vậy. Tính là là bệ hạ của bọn hắn, cũng không biết Bác Thất Vương Triều xây di tích phế tích, chính là một cái cổ xưa vô cùng truyền thừa tiên môn. Bọn họ bệ hạ là biết cái này một vùng phế tích di tích đã từng là có một cái rất khó lường, rất huy hoàng môn phái truyền thừa hoặc là cố đô. Lại cũng không biết cái này mảnh phế tích tiền thân sự tình, hiện tại lý thất giả thuận miệng chính là nói liên tục. Về phần quyền thiên đế, cổ minh sự tình, bọn họ bệ hạ càng là cho tới bây giờ chưa từng nghe thấy. Hắn vẫn luôn đi theo tại bên cạnh bệ hạ, nếu là bệ hạ biết, sẽ phải nói về một hai, thế nhưng, bác thất đạo quân, còn chưa có chưa từng nghe thấy hiện tại lý thất dạ thuận miệng chính là nói liên tục liệt diễm cuồng đao cũng không cho là đây là lý thất dạ thuận miệng bịa đặt vào lúc này chính là có rất nhiều nghi hoặc tại liệt diễm cuồng đao trong lòng xông ra nếu là lý thất dạ chẳng qua là bình thường tu sĩ một cái vô danh tiểu bối lời như vậy việc này hắn là từ đâu biết được đây liền bọn họ bệ hạ như vậy vô địch đạo quân cũng không biết sự tình vì sao lý thất dạ sẽ biết đây điện hạ từ đâu biết được những bí mật này đây? Phục hồi tinh thần lại sau đó, liệt diễm cuồng đau không khỏi hỏi. Lý thất giả nhàn nhạt vừa cười vừa nói, trong sách thấy, nhiều đọc sách, biết đến sự tình là hơn. Ảch, à, lý thất giả nói như vậy, nhất thời nhượng liệt diễm cuồng đau trả lời không được, trong khoảng thời gian ngắn ngẹn lời, nói như vậy nói ra, giống như hắn liệt diễm cuồng đau không có đọc qua cái gì thư giống nhau. Hơn nữa, liệt diễm cuồng đau không tin, những vật này là theo trong sách đọc tới vật như vậy chỉ sợ không thể nào là theo trong sách đọc tới cũng không thấy có cái gì thư sẽ ghi chép mấy thứ này vào lúc này liệt diễm cuồng đau không khỏi nhìn lý thất dạ trong lòng có trăm nghìn cái nghi vấn đồng thời vào lúc này trong lòng của hắn mơ hồ cảm thấy bọn họ bệ hạ sắp chết lúc đem đế vị vị truyền thụ cho lý thất dạ là có nguyên nhân lý thất dạ cũng không để ý tới liệt diễm cuồng đau nghi ngờ trong lòng tay đè thạch bích chậm rãi nhắm mắt lại toàn bộ người thoáng cái đặc biệt yên tĩnh vào lúc này liệt diễm cuồng đau trong nháy mắt có một loại ảo giác lý thất dạ rõ ràng đứng ở trước mặt của mình thế nhưng vào lúc này lý thất dạ giống như là thoáng cái hòa tan giống nhau thoáng cái biến mất không thấy giống nhau nhưng mà ngươi dùng mắt nhìn một cái lý thất dạ liền đứng ở chỗ này tỉ mỉ suy nghĩ lý thất dạ cũng không có biến mất hắn đích xác là đứng ở chỗ này nhưng theo cảm giác mơ hồ, lý thất giả dạ giống như cùng toàn bộ bát thất điện ngọn núi tọa nền tảng hòa hợp một thế, trở thành ngọn sơn phong này một bộ phận. Cho nên, tại hắn xem lý thất dạ thời điểm, liền thấy ngọn sơn phong này, không nhìn thấy lý thất dạ. Chương 4853, Cổ Quái Nghĩa Trang Liền tại lý thất dạ hình như là tiêu thất giống nhau, đột nhiên, quan mang lóe lên, liệt diễm cuồng đau còn không biết là chuyện gì xảy ra thời điểm, trong nháy mắt này, nghe được, ầm, một tiếng giống như lý thất dạ toàn bộ người đều thác ấn vào ngọn núi bên trong giống nhau. Trong nháy mắt này, nghe được, oanh, 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 từng đợt tiếng sấm vang lên, toàn bộ bác thất vương triều lay động. Phát sinh chuyện gì sự tình, bác thất vương triều bên trong, trên dưới đều thất kinh, đều nhào nhào tay cầm vũ khí, cho là có cường địch xâm lấn. Vào lúc này, bác thất vương triều dường như nơi trâu xoay người giống nhau. Lây động, liền tại bác thất vương triều nội ngoại, vài chỗ nơi đều toát ra núi gốc, vào lúc này, liệt diễm cuồng đao cũng là giật mình, còn không biết chuyện gì xảy ra thời điểm, nghe được, ông, một tiếng vang lên, lý thất dạ chỗ đè lại thạch bích trong nháy mắt quan mang hiện lên, một vòng vòng sáng lóe lên, liền trong chớp mắt này ở giữa. Lý thất dạ bàn tay to giống như thoáng cái liền sáp nhập vào trong vách đá, trong nháy mắt xuyên thấu sơn thể. Nhưng, sau một khắc, Lý Thất Dạ bàn tay to rút ra, ngón tay niêm một đám quan mang. Cái này một đám quan mang, rất cổ xưa, tự hồ là tại thời gian dài trong sông chảy xuôi trăm triệu năm lâu. Cổ xưa quan mang, tự hồ là tại giải thích cổ xưa ảo diệu, tự hồ, ở đó xa xôi cổ xưa năm tháng, vào lúc đó quan dài trong sông, cất giấu bí mật không muốn người biết. Phân phó, vương triều vùng, đại địa lộ chân núi, đào móc sau đó, mang về. Lý thất Dạ đem cái này một đám quan mang đưa cho liệt diễm cuồng đao, phân phó nói rằng, cầm này đám đi, mới có thể lấy. Vương triều bên trong, chỉ sợ khó điều tra binh mã. Liệt diễm cuồng đao không khỏi là ngẩn ra, thấp giọng nói rằng. Lý thất giả dạ mới vừa tiến vào bát thất vương triều, còn chưa đăng cơ thành đế, làm sao có thể điều binh khiển tướng. Tính là là có thể, chỉ sợ phía dưới tướng sĩ, cũng không có ai sẽ tuân lệnh. Những bác thất tung vệ kỵ đi lý thất Dạ phân phó một tiếng cái này liệt diễm cuồng đao không khỏi là do dự nói rằng điện hạ bảo vệ ngươi an toàn quan trọng hơn những chuyện khác đều có thể theo sau liệt diễm cuồng đao cũng không biết lý thất Dạ muốn làm gì thế nhưng vừa mới tốt trong nháy mắt biến hóa đem hắn cho làm sợ hãi tính là hắn có ngốc ngửi được trong đó không đơn giản ý thức được trong đó nhất định có bất phàm tại đây vương trong triều còn có thể có cái gì bảo hộ Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, lạnh nhạt nói: Nếu là tôn long chiến thần muốn giết ta, ngươi có thể bảo hộ được không? Cái này, liệt diễm cùng đao thoáng cái nói không ra lời, bằng thực lực mà nói, hắn dĩ nhiên không phải tôn long chiến thần đối thủ, năm viên thánh quả long quân hắn, muốn chém giết hắn vị này tiên thiên tôn, đó thật là quá dễ dàng. Những tung vệ kỵ đi đi, nếu tung vệ kỵ đáng giá tín nhiệm, Lý Thất Dạ nhàn nhạt phân phó nói rằng để cho bọn họ làm chuyện này, lại thích hợp cực kỳ. Liệt diễm cùng đau không nói cái gì nữa, tiếp được quan đám, phân phó. Vào lúc này, Lý Thất Dạ xoay người bước đi. Liệt diễm cùng đau đuổi theo, hắn nhìn không được hỏi, điện hạ, đó là cái gì đây? Vừa mới bác thất vương triều đột nhiên là một trong chấn động, toàn bộ bác thất vương triều đều lay động, hắn cho rằng, vậy nhất định cùng Lý Thất Dạ cùng bác thất phong hòa làm một thể có quan hệ lớn lao, đặc biệt lý thất dạ theo sơn thể bên trong lấy ra một đám quan mang. Chuyện như vậy, tiên đế bác thất đạo quân đều theo chưa bao giờ làm, hiện tại, lý thất dạ lại hạ bút thành văn, trong này nhất định là cất giấu không là bọn họ biết bí mật. Truyền thừa cổ xưa nha. Lý thất dạ lạnh nhạt nói, cổ xưa vô cùng truyền thừa. Không thể diễn tả. Nói, ánh mắt nhìn xa xôi chỗ, ánh mắt nhúc nhích. Tiên môn, một môn chính đế, đã từng so thiển gia mạnh hơn, còn còn đáng sợ hơn, tại đây phía sau, cũng không phải là vẻn vẹn bởi vì quyền thiên đế sáng tạo, tại đây phía sau, cất giấu bí mật kinh thiên, đừng nói là hiện nay lục thiên châu không người sao biết được, tính là là 13 châu thời đại, không có mấy người biết cái này phía sau bí mật. Về phần cổ minh diệt tiên môn, tại đây phía sau, càng là một cái khác kinh thiên bí mật, chỉ bất quá, tại đây phía sau tất cả bí mật, theo thanh mộc thần đế ngang trời chặt đứt. Hết thảy đều bị trần phong, hết thảy đều không còn là thế nhân biết. Liệt diễm cuồng đau không biết lý thất dạ chỗ chỉ là cái gì, hắn không khỏi nói rằng, bát thất điện ngọn núi cao nhất nền cũng vậy sao? Vào lúc này, tính là liệt diễm cuồng đau nghe không hiểu ý tứ trong đó, thế nhưng hắn cũng biết, tại đây phía sau mấu chốt là bát thất phong tọa nền tảng. Không sai. Lý thất dạ nhẹ nhàng gật đầu, nói rằng, thứ này mất rất lâu, hôm nay lại bị tìm được này là bệ hạ lúc còn sống theo xa xôi vô cùng thiên ngoại chỗ kéo lôi trở lại. Liệt diễm cùng đau nói rằng. Lý thất dạ không khỏi nở nụ cười. Lạnh nhạt nói, cho nên, hắn vẫn luôn lưu lại hạ ba châu, hắn chính là muốn suy nghĩ rõ ràng phía sau bí mật, hắn chỗ suy nghĩ sự tình, cất giấu quá nhiều bí mật. Cái này, liệt diễm cùng đau thoáng cái không trả lời được, lấy thực lực mà nói, bệ hạ của bọn hắn bác thất đạo quân có sáu viên tối cao đạo quả, Sớm chính là có thể tiến nhập trên hai châu, thế nhưng, hắn lại thật lâu không đi, một mực lưu lại hạ ba châu. Liệt diễm cùng đao làm một thẳng đi theo ở chủ tử mình người bên cạnh, đương nhiên biết những thứ này, thế nhưng, lý thất giả như vậy một ngoại nhân, lại một cái đạo đi ra. Cái này cũng làm cho liệt diễm cùng đao không khỏi hoài nghi, lý thất giả thật là một ngoại nhân A. À. Hắn đem là ở nơi nào hạ tán? Lý thất giả thuận miệng hỏi một câu liệt diễm cuồng đao thoáng cái đã cảm thấy là lạ lý thất dạ thừa kế bọn họ bệ hạ đế vị vị theo đạo lý mà nói bất luận lý thất dạ có phải là hay không bác thất đạo quân hậu đại trong lời nói đều hẳn là có kính ý thế nhưng lý thất dạ nhưng không có như là nói một người bình thường giống nhau cảm giác như vậy nhưng liệt diễm cuồng đao cảm thấy là lạ thuộc hạ không biết liệt diễm cuồng đao không thể làm gì khác hơn là như thực chất nói rằng bệ hạ tại lúc còn sống đã có chỗ an bài tại gặp đi lúc, cũng đã an bài xong đệ tử. Lý thất dạ không kinh ngạc, cười cười, nói rằng, để chết, không thấy một phần, bằng không, là tối kỵ. Bác thất đạo quân cử động lần này không khiến người ta ngoại lệ, bất luận là vô địch đạo quân, vẫn là đại đế cổ đại, nếu là có thể quyết định phía sau mình sự tình, như vậy, đều sẽ có bí mật an bài, nếu là có cơ hội hạ tán, rơi vào toàn thay, như vậy, giống nhau cũng sẽ không nhượng ngoại nhân biết tự mình tán ở nơi nào thậm chí là người thân cận nhất sẽ không biết. Vào lúc này, Lý Thất Dạ bọn họ đi qua một mảnh đất hoang thời điểm. Lý Thất Dạ đột nhiên cơ thể cứng đờ, dừng bước lại. Đây là một phiến hoang bỏ vườn, cái này vườn thật rất lớn, vườn lấy rỉ sét loan lỗ thiết lều chỗ ngăn, trong vườn có một khối lại một khối lăng bia, vừa có bị bỏ hoang lăng tẩm, hơn nữa, những thứ này lăng tẩm cổ xưa vô cùng, đều đã là tàn phá lý thất dạ không khỏi nhìn cái này một mảnh bỏ hoang lăng tẩm cổ xưa vườn thần thái không khỏi ngưng tụ cảm nhận được cái này cổ xưa vườn tiết tấu cảm thụ được cái này cổ xưa trong vườn vận luật nơi đây tán chính là cái nào lý thất dạ không khỏi hỏi liệt diễm cùng đau không khỏi là một trong giật mình nhìn cái này vườn lăng không thể làm gì khác hơn là nói rằng đó là một cổ xưa vô cùng phế lăng nghe bệ hạ nói bác thất vương triều thành lập lúc nơi đây liền có bệ hạ một mực nhường hắn giữ lại. Vào xem. Lý thất dạ nhì không nói nhiều nói, phân phó nói rằng. Liệt diễm cùng đau cảm thấy hết sức kỳ quái, không biết vì sao lý thất dạ đối cái này bỏ hoang nghĩa trang có như vậy hứng thú, hắn cũng không nói chuyện, là lý thất dạ dẫn đường. Nghĩa trang nhập khẩu chính là một cái hình vầm cửa chính, hình vầm cửa chính chính là điều khắc có cổ xưa vô cùng chim bay cá nhảy, mặc dù có tàn phá. Thế nhưng, vẫn như cũ để cho người ta nhìn không ra cái này cổ sư chim bay cá nhảy đến tột cùng là vật gì. Không phù hợp. Lý thất dạ nhìn như vậy nghĩa trang nhập khẩu, không khỏi lầm bầm nói rằng. Tương bá, mở cửa. Vào lúc này, liệt diễm cuồng đau đứng ở cửa, đối bên trong kêu một tiếng. Nghĩa trang song sắc chính là rỉ sét loan lỗ, dùng tay đẩy một cái đều có thể đem nó đẩy ngã, thế nhưng, vẫn có khóa sắc tượng trưng nơi khóa xuống nghe được liệt diễm cuồng đau hô hoáng tại cửa trong miệng có một tọa căn phòng nhỏ đi ra một ông già lão giả này mặt thật mỏng thanh sam đầu xám trắng cơ thể còng xuống giống như một trận gió thổi qua đều có thể đem hắn thổi đi lão giả này đi hai bước đều muốn tặng hắn một cái cận vệ trưởng có chuyện gì đây lão giả mở cửa sắt ra run rẩy mà hỏi thăm điện hạ muốn vào đến xem Liệt diễm cuồng đau không nói thêm gì. Lý thất giả ánh mắt rơi vào trên người ông lão, lão giả một mực cúi đầu, một mực không có đi xem lý thất giả. Còn không mau gặp qua điện hạ. Liệt diễm cuồng đau nhắc nhở một tiếng. Lão tương, bái kiến điện hạ. Lão giả hướng lý thất giả không người. Nơi này, quái sự nhiều, quái nhân cũng nhiều. Lý thất dạ nhàn nhạt cười. Liệt diễm cùng đau hướng Lý thất dạ nói rằng, điện hạ, tương bá là nghĩa trang người giữ cửa, ta biết thời điểm, hắn chính là chỗ này, bệ hạ một mực nhượng hắn thủ lăng. Liệt diễm cuồng đao cũng không phải cái kẻ ngu si, trên thực tế, hắn cũng cảm thấy lão tương bá là có chút vấn đề, nhưng, từ hắn đi theo bác thất đạo quân thời điểm, lão tương bá ở chỗ này thủ lăng. Hơn nữa, bác thất đạo quân chưa từng có nói qua cái gì, cũng chưa từng đề cập qua cái khác, lão tương bá hắn bản thân mình. Một mực đứng ở trong nghĩa trang không ra được tính là liệt diễm cuồng đau trong lòng có nghi vấn cũng sẽ không đi truy cứu ngươi một mực thủ tại chỗ này à lý thất dạ đi vào vườn lăng hỏi bên người lão tương bá cũng không phải lão tương bá nhẹ nhàng lắc đầu tặng hắn một cái nói rằng chỉ là lão tổ tông nghề về sau cơ thể không được cần địa phương ngây ngô có cái chết già nơi cũng liền hồi tới nơi này nơi đây tán là ai lý thất dạ hỏi không biết lão tương bá lắc đầu lý thất mô phỏng nhìn một chút lão tương bá lão tương bá cúi đầu thường thường ho khan vài tiếng lý thất dạ không có hỏi lại lão tương bá dĩ nhiên cũng không có đi theo tự mình chui vào trong phòng nhỏ không còn lộ diện lý thất dạ đi vào trong nghĩa trang tại nghĩa trang bên trong có từng ngọn phần mộ thế nhưng những thứ này phần mộ đã rất cũ nát cũng dài không ít cỏ dại những thứ này đều không phải là trọng điểm, trọng điểm là cái này mỗi một tòa phần mộ, tuy rằng đang đứng tấm bia đá, thế nhưng trên tấm bia đá là không có khắc chữ. Không có chữ bia, vô chủ mộ. Chương 4854, nơi này có chôn cái nào, không có chữ bia, vô chủ mộ, tại đây trong nghĩa trang có một tòa lại một tòa phần mộ cái này một tòa lại một tòa phần mộ đã là rất cổ xưa theo mộ bia đến xem nhất định là đứng ở xa xôi vô cùng năm tháng thế nhưng mỗi một tòa phần mộ cũng không có bất kỳ ghi lại nào phần mộ trước lập mộ bia hoàn toàn là chỗ trống chỉ có một chút mộ bia điêu khắc có hoa văn xem dáng dấp tại hạ tán thời điểm vẫn là hết sức ý tứ thế nhưng có một chút mộ bia chính là tương đối tùy ý chỉ là dựng lên một khối mộ bia trừ cái đó ra chuyện gì cũng không có Tại mộ trên tấm bia, không có khắc bất luận một chữ nào cũng không có bất luận cái gì hoa văn hoa văn trang sức, thậm chí ngay cả mộ bia lấy tài liệu đều càng thêm tùy ý, thậm chí có nhiều chỉ là phổ thông đến không thể lại thông thường ma thạch mà thôi. Như vậy phần mộ tại đây vườn lăng bên trong, trên trăm nhiều, rậm rạp, phóng tầm mắt nhìn tới, đều nhanh để cho người ta cho rằng nơi này là loạn phần cương. Cực kỳ, nơi đây không có loạn phần cương âm trầm cùng tan loạn, tại đây trong mặc dù là có chút cũ nát không trọn vẹn, toàn bộ nghĩa trang vẫn có một loại không nói được trang nghiêm túc mục. Tự hồ, mai tán người ở chỗ này, cũng không hy vọng có bất kỳ người tới quấy rầy giống nhau. Cái loại này bầu không khí, tự như là tiên thiên mà thành, cũng không phải là thông qua bất kỳ kiến trúc đi ngưng tố mà thành. Tại như vậy vườn lăng bên trong, để cho người ta ngây ngô thời điểm, có một loại không nói được nghiêm nghị kính cẩn, tự hồ, tại dưới đất này, mai táng không có gì sánh kịp tồn tại, sánh vai tại thần ma, thậm chí siêu việt với thần ma. Từ hồ, mỗi một ngôi mộ mộ chủ nhân tại lúc còn sống, đều đã từng có tự mình rực rỡ không so sánh được đi, có vô cùng lịch sử huy hoàng. Ở đó nhân thế, tại hắn nhóm sừng sững lúc, vạn tộc triều bái, ngạo thị thiên địa, chư thiên thần ma, cũng đều chắc chắn là nhượng bộ lui binh. Vào niên đại đó, bất luận là như thế nào truyền thừa, bất luận là như thế nào tồn tại, tại trước mặt bọn họ, cũng sẽ lạnh run. Nhưng mà, ngàn vạn năm đi qua, bọn họ chẳng qua là hóa thành một đôi hoàng thổ mà thôi. Lý thất già chậm rãi theo một tòa lại một tòa phần mộ trước đi qua, tay nhọn chậm rãi theo một khối lại một khối không có chữ trên mộ bia xẹt qua, hình như là nhẹ nhàng mà vuốt ve đại địa, lại tự hồ là vô hạn nơi tới gần người chết. Tự hồ, từ nơi này đầu ngón tay ở giữa, đi tìm hiểu mỗi một ngôi mộ mộ chủ nhân lúc còn sống tất cả. Bọn họ đi qua đủ loại Mặc dù nói Một tòa lại một tòa phần mộ lập mộ bia Là không có để lại một chữ một lời Thế nhưng Làm đầu ngón tay theo một khối lại một khối mộ bia lướt qua thời điểm Đầu ngón tay cũng đã là chạm tới bọn họ thời gian Chạm tới quá khứ của bọn họ Không cần mộ trên tấm bia có bất kỳ tự Lý thất giả đều biết cái này từng ngọn phần mộ chủ nhân lúc còn sống là ai Bọn họ đã từng có như thế nào huy hoàng Cuối cùng lý thất dạ ở một tòa phần mộ ngồi xuống không nói gì ngồi lặng lặng nhắm mắt lại hạ cảm thụ được cái này vườn lăng lướt mà đến gió nhẹ liệt diễm cuồng đau đi theo lý thất dạ lý thất dạ không lên tiếng hắn không nói gì chỉ mình thủ vệ trách nhiệm bác thất vương triều nghĩa trang liệt diễm cuồng đau đã sớm biết sự tình hơn nữa cái này một mảnh nghĩa trang bên trong chỗ mai táng người cũng không phải là bọn họ bác thất vương triều bên trong bất luận kẻ nào nhắc tới cũng kỳ quái Tại Bác Thất Vương trong triều có như vậy một tòa Nghĩa Trang, lại Mai Táng cũng không phải là bọn họ Bác Thất Vương triều người, chuyện như vậy. Bác Thất Đạo Quân cho tới nay đều ngầm thừa nhận cho phép. Trong coi vườn Lăng lão Tương Bá cũng là vẫn luôn tại, liền đi theo Bác Thất Đạo Quân thật lâu liệt diễm cuồng đau cũng đều nói không rõ ràng lão Tương Bá là đến đây lúc nào, nói chung, tại hắn có thể chú ý đi nhớ kỹ Nghĩa Trang thời điểm, lão Tương Bá cũng đã ở tại. Có thể có thể có thể trước đây không ở, thế nhưng, vào lúc đó, hắn cũng không có chú ý đến việc này. Về phần lão tương bá như vậy một cái sắp sắp chết người, canh chừng như vậy nghĩa trang, giống như lại không có có gì không ổn giống nhau, hơn nữa, cho tới nay. Đều sẽ không có người chú ý, thậm chí đối với tại bác thất vương triều đệ tử mà nói, tất cả mọi người không có lưu ý đến như vậy một mảnh vườn lăng tồn tại, càng không có chú ý đến vườn lăng trong còn có một cái coi chừng vườn lão đầu, một cái muốn người nào chết lão đâu. Đương nhiên, tại trước đây không lưu ý, không có nghĩa là về sau không lưu ý, tại đi qua trong một đoạn thời gian, Liệt Diễm Cùng Đao bắt đầu chú ý tới, bởi vì cái hấp hối đều nhanh muốn người nào chết lão tương bá, ngay từ đầu, Liệt Diễm Cùng Đao đều cho là hắn qua mấy năm liền muốn chết. Nhưng mà qua mấy thập niên, người ta vẫn là hấp hối, trăm năm trôi qua, người ta vẫn là hấp hối, mấy trăm năm đi qua, người ta vẫn là hấp hối làm không tốt, sống được so với bọn hắn còn phải lâu. Cái này nhượng cố tình lưu ý liệt diễm cuồng đao liền phát hiện không đồng dạng như vậy địa phương, hắn cũng từng hỏi thăm qua bệ hạ của bọn hắn bác thất đạo quân, thế nhưng, bác thất đạo quân lại không nhắc tới một lời, như vậy, liệt diễm cuồng đao cũng biết làm như thế nào đi ngậm miệng. Một cái tàn phá nghĩa trang, một cái trong coi vườn lão tương bá, tựa hồ, chẳng qua là bác thất vương triều tầm thường một gốc mà thôi bác thất vương triều đệ tử cũng sẽ không lưu ý, thậm chí bác thất vương triều đệ tử người đến người đi, không biết nhiều ít đệ tử sống sống, người liền đã chết, còn có ai sẽ chú ý như vậy một cái phá vương. Liệt diễm cuồng đao cũng không biết cái này tàn phá trong nghĩa trang mai tán chính là cái nào, từng cái một không có chữ bia, căn bản là làm cho không người nào có thể từ trong đó nhìn ra đầu mối. Cái này nghi ngờ trong lòng, liệt diễm cuồng đao đã từng hỏi bọn họ bệ hạ bác thất đạo quân, thế nhưng, bác thất đạo quân lại nhắm mà không đàm luận, mặc dù nói, bác thất đạo quân là nhắm mà không đàm luận. Nhưng, liệt diễm cùng đau lý giải bệ hạ của mình, trong lòng hắn mơ hồ đoán được, bọn họ bệ hạ nhất định là biết cái gì, nhất định là biết một phần bí mật, chỉ bất quá, không muốn cùng bọn họ giúp lời. Lý thất dạ ngồi ở đây phần mộ trước ngồi lặng lặng, nhắm mắt lại hạ, giống như cùng cái này tàn phá nghĩa trang hòa hợp một thế liệt diễm cuồng đau lẳng lặng canh giữ ở lý thất dạ bên cạnh vào lúc này trong chớp mắt này ở giữa liệt diễm cuồng đau có một loại cảm giác hắn tại trong chớp nhoáng này hắn cho rằng lý thất dạ nhất định biết cái này nghĩa trang đủ loại thậm chí có thể có thể biết tại đây từng ngọn không có chữ bia trong phần mộ mai táng là ai cảm giác như vậy như vậy nhận thức nhưng liệt diễm cuồng đau ở trong lòng cũng đều hết sức kỳ quái nếu như nói bọn họ bệ hạ bác thất đạo quân đối với cái này tọa vườn lăng có sự hiểu biết nhất định cái này chẳng có gì lạ dù sao bọn họ bệ hạ không chỉ là kiến thức kinh người hơn nữa hắn đã từng ra vào qua một cái lại một cái hung nơi một cái lại một cái tàn vực lại đã từng thăm dò qua một cái lại một cái cổ xưa bí mật nhưng mà trước mắt lý thất dạ thoạt nhìn bình thường bình thường một người bình thường tu sĩ cường giả mà thôi như vậy hắn vì sao sẽ biết cái này tọa nghĩa trang đây vì cái gì biết cái này phía sau bí mật chứ? Một người bình thường bình thường tu sĩ, vì cái gì có thể cùng bọn họ vô song bệ hạ đối thất đây? Điều này làm cho liệt diễm cuồng đau ở trong lòng không khỏi là trầm tư, vào lúc này, hắn ở trong lòng rất rõ ràng nơi ý thức được, bọn họ bệ hạ tại trước khi chết, đem bác thất vương triều đế vị vị truyền cho lý thất dạ, phía sau một nhất định có bọn họ không cách nào dò thám biết bí mật. Cũng không biết qua bao lâu, lý thất dạ cái này mới từ từ mở mắt nhẹ nhàng mà thở dài một cái. Điện hạ, ngươi không sao chứ? Thấy lý thất giả thần thái, tự hồ có chút mệt mỏi, tự hồ lại có chút hồi ức, hay hoặc giả là có chút không nói được vật, thương cảm. Cái này nhượng liệt diễm cuồng đau không khỏi lo lắng hỏi. Lý thất giả nhìn liệt diễm cuồng đau một cái, nói rằng, các ngươi bệ hạ thực là may mắn. Điện hạ nói thế ý gì? Lý thất giả nói như vậy, nhất thời nhượng liệt diễm cuồng đau không hiểu ra sao trong khoảng thời gian ngắn đều không rõ lý thất dạ lời này là có ý gì tuy rằng các ngươi bệ hạ hắn đã mất lý thất dạ không khỏi cười cười nói rằng nhưng lại bảo đảm tử tôn vạn thế hưng thịnh nha như thế nào đại phúc phận nha nói nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng điện hạ nói là chỉ công chúa điện hạ a à. Liệt diễm cùng đau cũng không biết Lý Thất Dạ chỉ là người phương nào. Lý Thất Dạ cười cười, không có nói tỉ mỉ, đứng lên phủi bụi trên người một cái, nói rằng, đi thôi. Lý Thất Dạ bọn họ ly khai tàn phá nghĩa trang lúc, trong coi vườn lăng lão tương bá vẫn luôn không có lộ diện, cũng không có ra ngoài đưa tiễn, chỉ có thể nghe được trong phòng nhỏ thường thường truyền đến vài tiếng tiếng ho khan. Liệt diễm cùng đau trước khi đi đợi, cũng gọi một tiếng lão tương bá, thế nhưng bên trong cũng chỉ là mơ hồ lên tiếng liệt diễm cuồng đau ở trong lòng cho rằng lão tương bá là một cái quái nhân thế nhưng lại làm cho không người nào có thể đi tìm tòi nghiên cứu lý thất dạ mới vừa trở lại bác thất điện thời điểm đột nhiên một cô bé hung ba ba xông vào ngươi là ai vừa thấy được lý thất dạ cái này đột nhiên xông vào tiểu cô nương liền đổ ập xuống chất vấn lý thất dạ hung ba ba dáng dấp hai tay chống nạnh đối lý thất dạ tràn đầy địch ý tiểu cô nương này ước chừng là 10 tuổi quan cảnh, phấn điêu ngọc trác. Toàn thân đều lộ ra quý khí, cho dù ai nhìn một cái, đều biết nàng sinh ra là hậu duệ quý tộc vô cùng, không phải giống nhau người. Tiểu cô nương này có một đầu đen nhánh vô cùng đầu, một đôi vừa tròn vừa lớn ô mắt đen, hết sức xứng đôi, thoạt nhìn toàn bộ người tràn đầy linh khí. Hơn nữa, tiểu cô nương này, toàn thân có một loại không nói được sức bật, tựa hộ giống như là một đầu tiểu hát ngựa giống nhau, tùy thời đều có thể bôn tung nhìn dặm tràn đầy sức sống nhìn kỹ lại tiểu cô nương này mi tâm nàng dĩ nhiên là thiên tộc huyết thống ngươi là ai lý thất dạ cười cười nhìn tiểu cô nương này công chúa điện hạ thấy tiểu cô nương này giận đùng đùng vọt vào chất vấn lý thất dạ liệt diễm cùng đau biết là chuyện gì xảy ra ta là a truy bát thất vương triều là ta nhà tiểu cô nương giận đùng đùng hướng lý thất dạ tuyên bố Thanh thế đoạt người A à, Chuy Công Chúa Cũng chính là bé gái trước mắt Bác Thất Đạo Quân Nữ Nhi Cũng là Bác Thất Đạo Quân Tại hạ Ba Châu duy nhất hậu đại Bác Thất Vương Triều Công Chúa A à, Chuy Công Chúa Bác Thất Đạo Quân Nữ Nhi Thế nhưng Từ xưa tới nay chưa từng có ai biết Mẫu thân của hắn là ai Chính là liền một mực đi theo Ở Bác Thất Đạo Quân Bên người liệt diễm cuồng đao Đều giống nhau không biết A à, Chuy Công Chúa Chính là Bác Thất Đạo Quân Đột nhiên ông trở về không có ai biết nàng là đến từ đâu. Chương 4855, Bác Tĩnh Vương. Lý Thất Dạ nhìn khí thế vội vàng a chuy, không khỏi lộ ra dáng tươi cười, nói rằng, ta là Lý Thất Dạ, Bác Thất Vương triều người cầm quyền, Bác Thất Vương triều chủ nhân. Lý Thất Dạ cái này cố ý lời, nhất thời đem a chuy sắc mặt tức giận đến đỏ lên, trong khoảng thời gian ngắn tức giận đến toàn thân sĩ toa. Ngươi, ngươi, ngươi đánh rắm. Cuối cùng, sắc mặt đỏ lên A Truy không khỏi gầm lên nói, ngươi, ngươi, ngươi là từ đâu tới con hoang, cũng dám dõng dạc, cũng có mặt nói bác thất vương triều là ngươi. Bác thất vương triều, chính là cha ta. Nhìn sắc mặt đỏ lên A Truy. Lý thất già chậm rãi nói rằng, xấu hổ, cha ngươi chính là đem bác thất vương triều truyền cho ta. Nói, bắn một chút trên cổ bác thất đế ti đối mặt lý thất dạ như vậy khiêu khích a à, truy tức thì bị giận điên lên sắc mặt nàng đỏ lên chỉ vào lý thất dạ ngón tay út đều đang run rẩy nói rằng ngươi 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 nhất định là bị thấp vô sĩ lấy người không nhận ra thủ đoạn theo cha ta bên trong lừa gạt đến bác thất đế ti như vậy phải không lý thất dạ kinh ngạc thần thái khoa trương nói rằng lấy của ngươi ý tứ cha của ngươi cha là người lão ngu ngốc tại hấp hối lúc tùy tùy tiện tiện liền đem Bát Thất Đạo thống truyền cho ta. qua wow, nguyên lai trong lòng của ngươi, cha của ngươi cha là một cái như vậy ngu ngốc vô năng đạo quân, thất kính, thất kính. Ngươi, a à chui bị lý thất giả tức giận đến thổ huyết, sắc mặt đỏ lên, kêu to nói, ta, ta, ta không phải là ý tứ này, là ngươi đê tiện vô sĩ, hạ lưu âm hiểm, nhất định là dùng thủ đoạn gì theo cha ta trong tay lừa gạt đến Bát Thất Đế Tỳ. Mặc kệ ngươi nói như thế nào, vậy là lấy của ngươi ý tứ nói, cha ngươi bị lừa vào trồng. Lý Thất Dạ chậm rì rì, thần thái khoa trương, nói rằng, nguyên lai, cha ngươi một đời đạo quân. Trên đời vô địch, bị người xưng là anh minh thần võ, không nghĩ tới, dĩ nhiên có thể so sánh ta một tiểu nhân vật lừa xoay quanh, liền bát thất đạo thống đều truyền cho ta, đây chẳng phải là nói, cha ngươi anh minh thần võ, chẳng qua là lãng đắc hư danh. Ngươi, ngươi, ngươi A Chuy bị tức được toàn thân run run, trong khoảng thời gian ngắn, tiếp không lên lý thất dạ lời. Chỉ nàng một cô bé nếu là luận cãi nhau cãi nhau, lại chỗ nào là lý thất dạ đối thủ. Cận vệ trưởng, cái này bọn đạo chích chính là theo cha ta trong tay trọng được bác thất đế tỳ, ngươi lại làm sao có thể nhượng hắn nhập chủ bác thất vương triều. Cái này chẳng phải là tội nhân A. À? Vào lúc này, A Chuy ầm ý không thắng lý thất dạ, liền đối liệt diễm cuồng đao nói rằng, loại này bọn đạo chích ác nhân hạng người, hẳn là đánh vào địa lao, hỏi to lớn tội. Đối với A truy lời, liệt diễm cuồng đau nhẹ nhàng lắc đầu, nói rằng, bệ hạ anh minh vô song, đại đạo thấy rõ, hắn truyền lại hạ bát thất đế tỳ chính là đại biểu cho ý nguyện của hắn, nếu là không có bệ hạ ý nguyện, cái nào cũng không thể đạt được bát thất đế tỳ Vạn nhất cũng không phải là như vậy đây. A truy vẫn là chưa từ bỏ ý định nơi hét to một tiếng. Liệt Diễm cùng đau nhẹ nhàng lắc đầu, nói rằng, công chúa điện hạ không có vạn nhất, Bệ hạ đại đạo thần thông vô thượng, vạn đạo tuyệt diệu, tận ở trong đó, bệ hạ hiểu biết chính xác lại chỗ nào là ta nhóm có thể đi phỏng đoán. Liệt Diễm cùng đau nói như vậy, đã nói rất rõ ràng, bác thất đạo quân truyền xuống nguyện vọng, cái nào đều không được đi chống lại, chỉ sợ là nữ nhi ruột thịt của hắn cũng là như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, A Chuy bị tức được nói không ra lời nàng chỉ là một cô bé mà thôi tính là là gặp qua không ít cảnh tượng hoành tráng thế nhưng đối mặt trước mắt chuyện như vậy lúc nàng cũng chỉ có thể là hành động theo cảm tình có nghe hay không lý thất dạ cười cười có ý định trêu chọc một chút nàng thản nhiên nói cha ngươi không đem bác thất vương triều đế vị truyền cho ngươi lại truyền cho ta vậy đã nói rõ vấn đề gì đây nói rõ ngươi nữ nhi này không còn dùng được nha Cha ngươi cảm thấy ngươi không đáng tin cậy nha cho nên mới phải đem đế vị vị truyền cho ta. Ngươi, ngươi, ngươi nói bậy. A à, chui vào lúc này, sắp bị Lý Thất Dạ giận điên lên, kêu to nói, có tin ta hay không xé nát miệng của ngươi. Nếu không đây. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, vậy tại sao? Cha ngươi không đem đế vị vị truyền cho ngươi, ngược lại là truyền cho ta. Nếu như ngươi có đảm đương lên đại đảm nhiệm năng lực cha ngươi sẽ đem đế vị vị truyền cho ta không? Lý thất giả cái này hời hợt lời, nhất thời nhượng A Chuy nói không ra lời, trong khoảng thời gian ngắn nghẹn lời, cặp mắt đỏ bừng. Nhìn như vậy một màn, liệt diễm cuồng đau cũng không khỏi nhẹ nhàng mà thở dài một cái, lý thất giả cái này lời mặc dù khó nghe, đích xác cũng là đạo lý, nếu như A Chuy thật là đủ cường đại, bọn họ bệ hạ lại chỗ nào sẽ không truyền xuống đế vị vị đây. Chỉ bất quá. A Chuy vẫn là quá nhỏ, thực lực cũng là rất nhỏ yếu, căn bản là không thể một mình gánh vác một phương, đem đế vị vị truyền cho nàng sẽ chỉ là hại nàng. Ngươi, ngươi, ngươi vả miệng cho ta, cuối cùng A Chuy bị tức lý thất dạ tức khóc, đối thị vệ bên người quát to một tiếng. Thị vệ bên người ngươi xem ta, ta xem ngươi, có thị vệ hộ chủ, nghĩ lên trước, thế nhưng bị Liệt Diễm cuồng đau hai mắt trừng, lập tức không dám nhúc nhích. Dù sao Lý thất giả lúc này thế nhưng hàng thật giá thật bác thất vương triều người thừa kế, nếu thật là đại kính, chính là phạm thượng. Cận vệ trưởng. Ngươi cho ta xuất khẩu khí, vả miệng hắn. Vào lúc này, A truy tức giận bất bình nơi đối liệt diễm cuồng đao nói rằng. Liệt diễm cuồng đao lại chỗ nào sẽ nghe A truy lời, nói rằng, công chúa điện hạ, mời trở về đi. Liệt diễm cuồng đao đây đã là che chở A truy, dù sao, giờ này khắc này, Lý Thất Dạ mới là đế vị người thừa kế, A Chuy lại làm sao có thể hiệu lệnh người khác. Ngươi, ngươi, ngươi. A Chuy cũng bị Liệt Diễm cuồng đau thái độ như vậy giận điên lên, nàng không khỏi hét lớn, "Cận vệ trưởng, cha lúc còn sống, đối với ngươi không tệ." Liệt Diễm cuồng đau muốn nói. Cuối cùng, nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, không muốn cùng một cô bé không chấp nhặt. Ai, nhìn ngươi Đường Hoàng ương ngạnh hình dạng, là ngu xuẩn cỡ nào ta thay cha ngươi, thật tốt quản giáo quản giáo ngươi. Lý thất dạ nhìn hỗn hển A Truy, nói rằng, vậy hãy để cho ta tới tốt tốt thu thập ngươi đi. Ngươi, ngươi dám, vào lúc này, A Truy quát to một tiếng, lui về phía sau. Thế nhưng, liền tại nàng mới vừa lui lúc, Lý thất dạ trong nháy mắt liền tóm lấy nàng, thoáng cái đem đè lại, đùng, 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 một hơi quất mười mấy cái bàn tay, quất vào nàng trên cái mông, cố sức hung hăng thu thập nàng một trận vừa thấy được lý thất Dạ đánh a truy nàng thì vệ bên người đều muốn xông lên hộ chủ thế nhưng bị liệt diễm cuồng đao thoáng cái cản trở lại qua tại lý thất Dạ buông ra a truy thời điểm tiểu cô nương này thoáng cái qua một tiếng khóc khóc hết sức lợi hại như mưa đối với cái này dạng một cái tiểu cô nương mà nói nàng lúc nào bị ủy khuất như vậy nàng thế nhưng một đời vô địch đạo quân nữ nhi hậu duệ quý tộc vô song chính là vô địch trên đời công chúa điện hạ bực nào cao quý chính là hòn ngọc quý trên tay cho tới bây giờ cũng không có bị ủy khuất hôm nay bị một cái xa là tiểu tử như vậy khi dễ nàng có thể không ủy khuất thương tâm a à? ta 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 muốn giết ngươi ta muốn ta muốn diệt cả nhà ngươi vào lúc này a truy nộ đến mất đi đúng mực rút kiếm như cùng là một đầu sư tử con giống nhau muốn đi gặp lý thất dạ liều mạng dừng tay tại a truy rút kiếm đang liều mạng thời điểm một tiếng quát vang lên, quang ảnh lóe lên, trong nháy mắt đem A Chuy cuốn lấy, thoáng cái đem A Chuy trói chặt, kéo lại. Vào lúc này, một cô gái đi đến, làm nữ tử này một đi lúc tiến vào, để cho người ta cũng không khỏi là sáng mắt lên. Một cái hậu duệ quý tộc vô song nữ tử, nữ tử này, mặc đại bào. Thoạt nhìn tự như là long bào giống nhau, tràn đầy thần tuấn khí, hoàng bào gỉ kim, hậu duệ quý tộc nhìn một cái không sót gì. Nữ tử này, lớn lên rất mỹ lệ, mặt trái xoan sắc, mày như núi xa, cặp mắt hết sức sáng sủa, con ngươi chính là hóa tử, cho người ta một loại thần bí cảm giác. Như vậy một cô gái, chỉ sợ là mặt rộng lớn hoàng bào, thế nhưng, vẫn là không giấu được nàng khe rảnh có hứng thú vốc người, bộ ngực đường công nổi lên lúc, miêu tả sinh động, tràn đầy một loại hoàng trụ mê hoặc, để cho người ta cũng không khỏi sẽ nhìn nhiều. Nữ tử này đi đến, toàn bộ người tràn đầy một cổ hơi thở. Hơi thở này như thủy ngân cuồn cuộn trên mặt đất giống nhau, vô thanh vô tức, trong nháy mắt có thể thẩm thấu nhập toàn bộ không gian mỗi một cái góc, ở mọi chỗ, cho người ta một loại vô thanh vô tức cảm giác, rồi lại trong nháy mắt có thể đâm vào người trong thân thể, để cho người ta khó lòng phòng bị. Như vậy một cô gái, thoạt nhìn hậu duệ quý tộc vô song, vừa có quyền hành nắm chắc thần vận, không hề nghi ngờ, nàng tự như một cái nữ vương, ngồi ở vị trí cao, ngự ngự quần thần, thực lực rất xuất chúng. Cô cô vừa thấy được nữ tử này sau đó, A Chuy tất cả ủy khuất đều tìm đến người nói hết. Thoáng cái nhào vào nữ tử này trong lòng, gào khóc gào khóc khóc lớn lên. Nữ tử này nhẹ nhàng mà vuốt ve A Chuy mái tóc, nhẹ nhàng mà nói rằng, không thể mất đúng mực, càng không thể rơi bệ hạ anh danh. Lời của cô gái này đối với A Chuy tràn đầy sức thuyết phục, nàng khóc vài cái, hít mũi một cái, đừng khóc. Tĩnh Vương. Nhìn thấy nữ tử này đến gần, liệt diễm cuồng đao chỉ là không không thân, đứng ở lý thất dạ bên cạnh, tay cầm trường đao. Bác Tĩnh vương, bác thất vương triều nhân vật số 2. Bác thất vương triều, nếu là bác thất đạo quân không ở, như vậy, Tôn Long chiến thần nhất định là nhân vật số 1. Tay cầm sinh sát quyền hành, tay cầm toàn bộ bác thất vương triều quân đoàn. Như vậy, nhân vật số 2, chính là muốn thuộc về bác Tĩnh vương. Bắc Tĩnh vương niên kỷ, xa muốn so tôn long chiến thần, Hắc bạch lan quân trẻ hơn rất nhiều rất nhiều bắc tĩnh vương chính là bác thất vương triều cương hầu vương phụ trách bác thất vương triều lãnh thổ quốc gia sự tình nắm quyền lớn tại bác thất vương trong triều thân phận cũng là cực kỳ cao quý bác tĩnh vương nàng chính là xuất thân từ ma tộc thế nhưng nàng lai lịch cụ thể không có người nói được rõ ràng nàng là từ bác thất đạo quân mang về nàng thiên phú cực kỳ kinh người có ngạo thị hạ ba châu vô song thiên phú tuổi còn trẻ cũng đã chứng được đại đạo, trở thành Long Quân, có hai khỏa thánh quả, có thể nói, lấy thực lực như thế, có thể nói là thiên tài tuyệt thế. Cũng chính bởi vì vậy, bác tỉnh Vương, tại bác thất Vương trong triều, cho tới nay đều chịu bác thất đạo quân coi trọng, phụ trách bác thất Vương triều lãnh thổ quốc gia sự tình, còn tuổi nhỏ, liền trở thành bác thất Vương triều gần với tôn Long chiến thần tồn tại. Chương 4856, Bắc Tĩnh Vương bí mật. Bắc Tĩnh Vương không chỉ là một vị thiên tài tuyệt thế, phóng nhãn hạ ba châu cũng là một vị khó lường thiên tài, ít có kẻ sánh vai. Đồng thời, Bắc Tĩnh Vương cũng là bát thất vương triều trụ cột vật liệu, có thể xưng được là là bát thất vương triều trụ cột vững vàng, tuổi còn trẻ liền đã có thành tựu như thế, thậm chí bị người cho rằng Bắc Tĩnh Vương ngày khác nhất định có thể siêu việt Tôn Long chiến thần tại bác thất vương triều bên trong thậm chí là toàn bộ loạn châu có người cũng tò mò bác tĩnh vương cùng bác thất đạo quân đến tột cùng là chuyện gì quan hệ là hồng nhan tri kỷ vẫn là tình nhân hay hoặc giả là thê thiếp nhưng từ hồ xem ra những quan hệ này lại không giống mọi người chỗ có thể biết chính là bác tĩnh vương là thiên tài ghê gớm có kinh người như vậy tạo hóa nàng là chiếm được bác thất đạo quân chỉ điểm cho nên cũng có người cho rằng bắc tĩnh vương cùng bác thất đạo quân chính là quan hệ thầy trò nhưng mà bọn họ lại lại chưa bao giờ lấy thầy trò tương xứng qua hơn nữa càng giống như một loại quân thần quan hệ bắc tĩnh vương bác thất vương triều thiên tài tuyệt thế cũng là loạn châu vô song thiên tài tính là là phóng nhãn toàn bộ hạ ba châu đều giống nhau có thể ngạo thì quân hùng tồn tại có người đã từng cho rằng nếu là bác tĩnh vương cùng bác thất đạo quân thật là quan hệ thầy trò lời như vậy bắc tĩnh vương coi như là kế thừa bác thất đạo quân y bác bắc tĩnh vương phụ trách bác thất vương triều lãnh thổ quốc gia sự tình thường thường không ở bác thất vương trong triều bác thất vương triều càng nhiều khi chính là từ tôn long chiến thần chỗ trấn thủ bắc tĩnh vương bình thường tại biên cương ở ngoài cùng với khác tối cao đại đạo truyền thừa có chặt chẽ vãng lai a chuy vừa thấy được bắc tĩnh vương liền thoáng cái nhào vào trong ngực của nàng hướng bắc tĩnh vương khóc lóc kể lễ kêu muốn bắt tĩnh vương thật tốt giáo huấn một chút lý thất dạ công chúa ngươi nghỉ ngơi trước nơi này giao cho ta là được vào lúc này bắt tĩnh vương an ủi a truy bắt tĩnh vương lời đối a truy là rất hữu dụng nạn đối lý thất dạ nhíu một chút mũi hừ một tiếng vẫn là hung lắp bắp nói chờ coi chúng ta không để yên nói xong lúc này mới tại thị vệ hộ tống hạ ly khai lúc này bắt tĩnh vương đứng ở lý thất dạ trước mặt không khỏi ngắm lý thất dạ nhìn trước mắt vị này bình thường nam nhân đứng ở lý thất dạ bên người liệt diễm cuồng đao cũng là ngưng thần mà đứng tay nắm thật chặt trường đao nhìn chầm chằm bắt tĩnh vương nhất cử nhất động tại bác thất vương trong triều đối với liệt diễm cuồng đao mà nói tôn long chiến thần hạ bác tĩnh vương là hắn kiên kỵ nhất một cái người dù sao bác tĩnh vương quá trẻ tuổi hơn nữa có thiên phú kinh người tương lai tiền đồ vô lượng thậm chí tương lai có thể siêu việt tôn long chiến thần có thể. Như vậy thiên phú kinh người, có vô cùng tiềm năng, tuổi quá trẻ bắt tỉnh vương, có giả tâm, chẳng có gì lạ. Thậm chí nói không chừng, tôn long chiến thần cũng có thể giúp đỡ bắt tỉnh vương. Dù sao, tương lai bắt tỉnh vương có thể trở thành thứ hai bác thất đạo quân, có thể ổn định bác thất vương triều. Điện hạ Lúc này, bác tỉnh vương hướng lý thất dạ không người cúi đầu, nói rằng bắt tỉnh theo biên cương trở về, không có nghênh cửu. Nói, trong lúc vô tình, trong thần thái lộ ra bi thương. Lý thất dạ nhìn một chút bắt tỉnh vương, cũng không nói thêm cái gì. Cận vệ trưởng, ta cùng với điện hạ tâm sự như thế nào? Vào lúc này, bắt tỉnh vương đối một mực ngưng thần đứng ở lý thất dạ bên người liệt diễm cuồng đao nói rằng. Cái này, liệt diễm cuồng đao không muốn. Dù sao, tại liệt diễm cuồng đao xem ra, Bắc Tĩnh Vương cũng giống vậy là Lý Thất Dạ mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh, nếu là Bắc Tĩnh Vương thật có giả tâm, Lý Thất Dạ an nguyên nhất định buồn đi đi. Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng mà khoát tay áo, phân phó Liệt Diễm cuồng Đao. Liệt Diễm Cùng Đao do dự một chút, liền lui xuống, nói rằng có thuộc hạ ngoại môn, điện hạ tùy thời có thể hô hoáng ta. Liệt Diễm cuồng Đao nguyện ý lui ra, không chỉ là bởi vì Bắc Tĩnh Vương vẫn tính là đáng tin cậy, là trọng yếu hơn Lý thất giả cái này thuận miệng một câu nói ở giữa, lại làm cho liệt diễm cuồng đao có không hiểu lòng tin. Một tiếng phân phó, liền đi chấp hành. Liệt diễm cuồng đao lui ra sau đó, lý thất giả lười biến ngồi một chút, bắt Tĩnh vương rất bình tĩnh, không nhanh không chậm, dĩ nhiên là lý thất giả ôn chén nấu trà, sau một lát, hương trà liền phiêu đầy đại điện. Điện hạ mới tới, này uống một chút vương triều phiêu tuyết. Bắc Tĩnh vương là lý thất giả trót đầy, trà sương mù dày. Lý thất dạ không khách khí, bưng lên ngọc trà, từ từ hớp lấy. Ta xuất thân ma tộc, xuất thân từ thiên thần đạo. Tại lý thất dạ khẽ uống trà thơm lúc, bắt tỉnh vương cho mình chăm một chén, nhẹ nhàng mà nhấp một cái. Bồi ngồi ở lý thất dạ bên cạnh. Nếu như lời này nhượng ngoại nhân nghe được, đó nhất định là sợ bắn cả người. Thiên thần đạo, chính là hạ ba châu đứng đầu, cũng là cổ tộc tại hạ ba châu đứng đầu, mặc dù nói, Thiên thần đạo không phải là chỉ một môn nhất phái, thế nhưng tại Thiên thần đạo bên trong tất cả môn phái, tất cả thuộc về tại Thiên thần đạo. Hạ Ba Châu tất cả mọi người biết, hiện nay Thiên thần đạo chính là từ Vô Địch Đế Quân Ly ẩn Đế Quân quản lý cầm quyền hành, cầm hắn người cầm đầu. Ly ẩn Đế Quân cùng Bác Thất Đạo Quân là là kẻ thù sống còn. Lẫn nhau ở giữa đã từng không biết có qua bao nhiêu lần liều mạng tranh đấu. Bác Thất Vương Triều Thiên tài tuyệt thế, lãnh thổ quốc gia vương hầu bắc tĩnh vương dĩ nhiên xuất thân từ thiên thần đạo tin tức như thế nếu là truyền đi nhất định khiến người vô cùng khiếp sợ nói đến đây bắc tĩnh vương đang cầm trà nhìn lý thất dạ chân thành nói việc này ngoại trừ bệ hạ chỉ có số người cực ít biết bắc tĩnh vương đem mình xuất thân bí mật nói cho lý thất dạ cũng là rất chân thành cũng là thẳng thắn đem tín nhiệm giao cho lý thất dạ bắc tĩnh vương nhìn lý thất dạ mặc dù nói lý thất dạ thoạt nhìn bình thường cùng không có có cái gì đặc biệt chỗ hơn người thế nhưng bác tĩnh vương lý giải bệ hạ của mình hắn không sẽ đem mình bác thất đế tỳ đơn giản truyền cho một người bình thường cũng sẽ không tại trước khi chết đem bác thất vương triều đế vị vị lung tung truyền cho người khác ta chỉ là một khách qua đường mà thôi đối với bác tĩnh vương xuất chân thành đem mình xuất thân tự nói với mình thái độ lý thất dạ nhàn nhạt cười bác tĩnh vương nghe lý thất dạ chỉ là nói ra nói như vậy Nàng rủ xuống mí mắt, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nàng cũng không có thể theo lý thất dạ trên người nhìn ra manh mối gì. Nếu như lý thất dạ không muốn nói ra xuất thân của chính mình, nàng là không biết làm thế nào. Bắc Tĩnh Vương thu gom thu gom tâm thần, đang cầm trà, nói rằng ma tộc đã suy. Ta tự nhỏ cũng chỉ là xuất thân yếu ớt mà thôi, thiên phú ngu đần, tự nhỏ tu hành cũng là vụng về. Nói đến đây, Bắc Tĩnh Vương nhìn trong chén trà, nhìn lượng lờ yên vụ, cũng không khỏi lúng vào trong hồi ức. Nếu là có người khác nghe được nói như vậy, vậy nhất định sẽ không tin tưởng, Bắc tỉnh vương tuổi như vậy, cũng đã là một vị có hai khỏa thánh quả long quân, thành tựu như vậy, xưng là thiên tài tuyệt thế, ngạo thì thiên hạ. Chẳng có gì lạ, chỗ nào cùng vụng về đáp được với quan hệ. Ở đó nho nhỏ trong tông môn, ta chỉ là một hèn mọn tiểu đệ tử mà thôi, làm tối ti tiện việc nặng mà thôi. Bắc Tĩnh Vương nhẹ nhàng mà nói rằng, vào lúc này, đại điện tự như là lún vào rất trong an tĩnh, cái này an tĩnh tự như là liền thanh âm cây đốt cháy đều nghe được nhất thanh nhị sở. Bắc Tĩnh Vương nói ra thân thế của mình, nói ra lai lịch của mình. Ta cuộc đời này vốn tưởng rằng cả đời hèn mọn. Nói đến đây, Bắc Tĩnh Vương nhẹ nhàng mà nói rằng, không nghĩ tới, một ngày kia gặp bệ hạ, hắn như Thái Dương giống nhau, chiếu sáng nhân sinh của ta. Mới gặp gỡ ta, hắn đã nói ta huyết thống cầm giữ có vô cùng tiềm lực, hỏi ta có nguyện ý hay không theo hắn tu hành. Ừm. Nghe được bắt Tĩnh Vương lời, Lý Thất Dạ gật đầu, nói rằng hắn cũng xác thực xem như là có nhãn lực, có thể nhìn ra ngươi có cổ huyết. Làm sao ngươi biết? Lý Thất Dạ nói vừa xong thời điểm, bắt Tĩnh Vương đang cầm chén trà đều thiếu chút nữa té xuống đất, nàng không khỏi hét to một tiếng, rất giật mình. Có thể biết nàng huyết thống sự tình người chính là lác đác không có mấy, huống chi, trước kia nàng chỗ xuất thân môn phái nhỏ. Lại làm sao có thể có phân biệt nàng huyết thống thực lực đây? Bác thất đạo quân có thể nói là tuệ nhãn thức châu, liếc mắt nhìn ra bác tỉnh vương có cổ sư huyết thống, thật chính vì vậy, mới chỉ điểm bác tỉnh vương tu hành, có thể nàng đạt được vận may lớn, đi theo bác thất đạo quân đi tới bác thất vương triều. Bác tỉnh vương cũng xác thực là không có nhượng bác thất đạo quân thất vọng, nàng tu hành cũng là đột nhiên tăng mạnh biểu diễn ra tuyệt thế vô song thiên phú để cho người ta là sợ hãi than tuổi còn trẻ liền chứng được long quân thành tựu tuyệt đối là có thể ngạo thị hạ ba châu tại trẻ tuổi xưng là là thiên tài tuyệt thế có thể nói nếu là không có bác thất đạo quân tuệ nhãn thức châu bác tĩnh vương hôm nay vẫn là một cái hèn mọn tiểu đệ tử mà thôi bác thất đạo quân đại ân bác tĩnh vương cả đời khắc trong tâm khảm bác thất đạo quân có thể nhìn ra nàng cổ sư huyết thống, tại Bắc tỉnh vương xem ra, chẳng có gì lạ, dù sao, hắn là một đời vô địch đạo quân, hùng thao vĩ lược, cầm giữ có vô thường kiến thức. Tại Bắc tỉnh vương trong lòng, không có người nào có thể so sánh bác thất đạo quân còn có kiến thức, không có người nào có thể cùng bác thất đạo quân càng vĩ lược. Hơn nữa, nàng xuất thân bí mật, nàng huyết thống bí mật, biết người chính là lát đác không có mấy. Thế nhưng, hiện tại lý thất dạ lại một cái nói toạc ra, đây chính là nhượng bắt tỉnh vương thất kinh, nếu như lời này theo bác thất đạo quân trong miệng nói ra, bác tỉnh vương không ngoài ý, thế nhưng, theo lý thất dạ trong miệng nói ra, một cái bình thường không có gì là tu sĩ bình thường, cái này thuận miệng nói, chính là đem bắt tỉnh vương giật mình. Việc nhỏ mà thôi. Lý thất dạ nhàn nhạt cười cười, nói rằng, bác thất tuy rằng nhìn ra của ngươi cổ sư huyết thống, tuy rằng điểm rút của ngươi tu hành. Nhưng, hắn chung quy không phải là ma tộc cũng đối với ma tộc huyết thống biết không sâu bằng không lấy ngươi long quân tạo hóa ngươi ma nịch cổ huyết lại chỗ nào ngừng ở đây ngươi bắt tỉnh vương thoáng cái bị chấn động ở thật lâu chưa tỉnh hồn lại hoảng sợ nói rằng ngươi 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 biết ma nịch cổ huyết mới gặp gỡ bác thất đạo quân thời điểm bác thất đạo quân biết máu mũ của nàng có kinh người tiềm lực thế nhưng nhưng không biết nàng cầm giữ có nhiều huyết thống thẳng đến về sau bọn họ trở lại bác thất vương triều, bác thất đạo quân tìm rất nhiều sách cổ sau đó. Mới biết được nàng có huyết thống là là một loại gọi ma nịch cổ huyết cổ sư huyết thống. Tám đại cổ huyết, ma nịch. Lý thất dạ hời hợt nói rằng. Lý thất dạ như vậy hời hợt lời, trong nháy mắt, đem bắt tỉnh vương gây kinh hãi, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Chương 4857, Điên Hỏa, tám đại cổ huyết một trong, Ma nịch này là cực kỳ hiếm thấy huyết thống, tự từ thiên địa băng diệt sau đó, này huyết thống càng là lác đác không có mấy. Huống chi, tại đây ngàn vạn năm ở giữa, ma tộc suy nhược, tuy rằng từng cùng thiên, thần hai tộc kề vai, thế nhưng, hôm nay ma tộc đã không phải ngày xưa, nhân thế, càng là không thấy được ma tộc cổ huyết. Bắc Tĩnh Vương trên người xuất hiện tám đại cổ huyết một trong, vốn là trên đời hiếm thấy nhân thế lại chỗ nào có bao nhiêu người có thể biết bác thất đạo quân hùng thao vĩ lược học thức uyên bác có vạn thế phong thái tuy rằng một cái nhìn ra bắc tỉnh vương huyết thống có vô hạn tiềm lực nhưng cũng không biết này là tám đại cổ huyết một trong ma nịch chỉ là về sau bác thất đạo quân tra duyệt vô số sách cổ sau đó thế mới biết này là tám đại cổ huyết một trong ma nịch nhưng mà giờ này khắc này Lý thất dạ lại thuận miệng nhân tiện nói ra máu mũ của nàng, trong khoảng thời gian ngắn, đem bác tỉnh vương chấn động được chưa tỉnh hồn lại. Nếu như nói, bác thất đạo quân có thể nhìn ra được nàng cổ sư huyết thống, vậy còn nói còn nghe được, dù sao đạo quân chính là có uyên bác vô cùng kiến thức. Chính là hiểu biết chính xác. Thế nhưng, lý thất dạ chẳng qua là thoạt nhìn là bình thường tu sĩ mà thôi, nhìn không ra có chuyện gì chỗ bất phàm. Lại cứ, như thế bình thường lý thất dạ lại một cái nói ra tám đại cổ huyết một trong ma nịch, điều này làm cho bác tĩnh vương trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên như thế nào đi hình dung tốt qua một lúc lâu bác tĩnh vương không khỏi hít vào một hơi thật dài nói rằng điện hạ như thế nào biết được đây lý thất dạ cười cười dựa vào ghế nhẹ nhàng mà hớp lấy trà thơm lạnh nhạt nói nhiều đọc sách là được biết lý thất dạ nói như vậy nhưng bắc tĩnh vương không khỏi khổ cười nhẹ một tiếng nếu như nhiều đọc sách liền có thể biết nhân thế vạn sự vậy thoáng cái trở nên đơn giản vạn sự dựa vào đọc sách là được bắc tĩnh vương không khỏi nhìn lý thất dạ hoàn toàn không phải là xem không ra bất kỳ đầu mối một cái bình thường tu sĩ mà thôi thế nhưng bắc tĩnh vương vẫn tin bệ hạ của bọn hắn bác thất đạo quân sẽ không theo liền đem đế vị vị truyền cho một cái người xa lạ còn phía sau huyền cơ chẳng qua là nàng không cách nào đoán được mà thôi trầm mặt một chút, cuối cùng, bắt tỉnh vương nhẹ nhàng mà nói rằng, bệ hạ trước khi xuất chiến. Ta từng đi thư viện một chuyến. Thư viện, chính là gọi thư viện, không có tên khác, thế nhưng, tại Loạn Châu, là là tại Hạ Ba Châu, nhất lên thư viện, hai chữ này tất cả mọi người biết ám chỉ cái gì. Thư viện, bách gia đạo một trong, thậm chí có người ta nói, thư viện mới là bách gia đạo đầu, trăm nghìn vạn năm tới nay, loạn châu cái này hỗn loạn vô cùng nơi một cái lại một cái truyền thừa cuộc khởi, một cái lại một cái truyền thừa tan thành mây khói. Tại đây trăm nghìn vạn năm ở giữa, thư viện, nhưng là sừng sững không ngã. Tại đây trăm nghìn vạn năm ở giữa, loạn châu có vô số hung nhân ác đồ làm hại tứ phương. Thậm chí có tận hung ác cực độ, thế nhưng, lại có mấy người dám ở thư viện càng rỡ đây. Thiên tướng loạn, muốn thỉnh thư viện giúp chúng ta một tay lực. Bắc Tĩnh Vương nhẹ nhàng mà nói rằng, Bác Thất Đạo Quân Lâm chiến lúc cũng đều có thể thấy rõ ràng thiên hạ đại thế, cũng biết hắn như chết trận, có thể loạn châu lại loạn, cho nên mới phái Bắc Tĩnh Vương tiến về phía trước thư viện một chuyến. Nhưng, người ta cự tuyệt ngươi. Lý Thất Dạ nhìn bác Tĩnh Vương thần thái, cười cười nói rằng, Bác Tĩnh Vương đang cầm chén trà, nhẹ nhàng mà nói rằng, thư viện chỉ thụ đạo giải thích nghi hoặc không nhập tại bất luận kẻ nào chuyện thế gian trên thực tế thư viện cự tuyệt bọn họ đây cũng là có thể tưởng tượng sự tình bắt tĩnh vương tiến về phía trước thời điểm chỗ ông hy vọng vốn cũng không lớn bác thất vương triều lâm nguy qua một lúc lâu bác tĩnh vương đang cầm chén trà nhìn lý thất dạ lý thất dạ không khỏi cười cười không nói gì thêm gặp lý thất dạ không lời bác tĩnh vương liền nói bệ hạ lúc còn sống Trấn thủ loạn châu, quét ngang thập phương, tuy rằng không thể hoàn toàn bình định loạn châu, nhưng có thể loạn châu hung nhân ác đồ không dám tùy ý làm bậy. Hôm nay, bệ hạ đã qua đời, loạn châu đem loạn, vương triều đem nguy. Nói đến đây, Bác Tĩnh Vương không khỏi thần thái đau thương, bác thất đạo quân chết trận, nàng bất lực, điều có thể làm, cũng chính là trấn thủ bác thất vương triều. Hiện nay loạn châu, tam nguyên đạo đã suy sụp, không thể lại định đại cục bắc tĩnh vương là lý thất giả nói rõ hiện nay loạn châu xu thế tam nguyên đạo đã từng là cầm loạn châu người cầm đầu trấn định loạn châu đáng tiếc theo thần vĩnh đế quân đi xa sau đó tam nguyên đạo liền từ từ suy sụp đối loạn châu xu thế lại cũng bất lực bắc tĩnh vương nói rằng điên hỏa đạo điên cuồng tuy rằng điên hỏa xuất ra cường giả vô số nhưng điên người nhiều nhất điên hỏa người điên thường là đảo loạn thiên hạ chỉ bất quá điên hỏa điên cuồng cũng không có làm hại thiên hạ giả tâm. Điên hỏa, điên cuồng đến độ muốn tự thiêu. Lý thất già không khỏi nở nụ cười nói rằng, này là tự thiêu đạo, điên hỏa, chính là lục thiên châu một cái kỳ tích, không cách nào viết kỳ tích, một cái điên hỏa chống lên vạn cổ vô song đạo, thành tựu không có gì sánh kịp truyền thừa, cũng là một cái điên cuồng vô cùng truyền thừa, chỉ sợ là trăm nghìn vạn năm, từng có một cái lại một tôn đạo quân đế quân muốn diệt điên hỏa. Thế nhưng. Điên hỏa vẫn là càng đốt càng vượng. Điên hỏa đạo, tức là sinh ở điên hỏa, điên hỏa, hắn là một cái người, một nhân vật vô địch, một cái liền đế quân đạo quân đều nghe mà biến sắc người. Đáng sợ nhất chính là điên hỏa người này, cũng không phải đế quân cũng không phải đạo quân, càng không phải là long quân, còn hắn là cái gì, ai cũng nói không rõ ràng. Truyền thuyết, điên hỏa tu luyện tới đỉnh phong thời điểm, đột nhiên phát cuồng, một hơi chết cháy sáu vị đạo quân đế quân đại đế tiên vương, thậm chí là tại thiên đình trên phạm đốt ra một cái hang lớn, hắn thiếu vĩnh viễn không bao giờ có thể bổ sung. Điên hỏa đạo, quỷ dị vô cùng, thậm chí không cần đích thân dạy dỗ, chỉ cần tại điên hỏa đạo hỏa vực thấu suốt, liền là có thể tu luyện điên hỏa đạo, trở thành nhân vật đáng sợ nhất. Về phần điên hỏa là thế nào dạng tu luyện thành điên hỏa đạo, có đủ loại truyền thuyết, có một cái truyền thuyết tương đối có thể để cho người trong thiên hạ tín phục. Nghe đồn nói, Điên hỏa, khi còn bé, chính là một cái đại giáo thiêu hỏa đồng tử, tự nhỏ liền bị tông môn đệ tử khi dễ, thậm chí là bị ánh nến nóng đốt, bởi vậy ghi hận trong lòng, thấu suốt xúc động, hận cùng với đồng hành. Bởi vậy thứ nhất, cùng hắn tâm cộng minh, dĩ nhiên là tâm linh cảm ứng, tu luyện thành một lòng, đây cũng là trong truyền thuyết chính đại thiên thư một trong, thiên vấn, một lòng. Điên hỏa mới thành lập lúc, liền đốt cháy toàn bộ đại tông môn, triệt để đem khi dễ đệ tử của hắn cùng toàn bộ tông môn đều đốt cháy được tan thành mây khói, đất chết nhìn dặm. Từ đó về sau, Điên Hỏa liền trở thành Lục Thiên Châu một cái nhân vật đáng sợ, Điên Hỏa Đạo thành loạn châu một cái cùng loạn nguồn bởi vì bất luận cái gì tại điên hỏa đạo bên trong hỏa vực bên trong tìm hiểu điên hỏa người thường thường đều có thể lún vào điên cuồng bên trong có thể bảo trì lý trí người chính là không nhiều lắm loạn châu thập đại hung nhân bên trong liền có bốn cái hung nhân xuất thân từ điên hỏa, cái này có thể nghĩ, điên hỏa đạo, là đáng sợ cỡ nào. Thế nhưng, điên lửa điên cuồng, chỉ là cá nhân điên cuồng, không thể triệt để phá vỡ toàn bộ loạn châu, thậm chí có thể nói, đối bác thất vương triều khó với cấu thành uy hiếp, thường thường, điên hỏa đạo đám người điên, không sẽ chủ động đánh bác thất vương triều, bọn họ cũng không có cái loại này thông tính tiêu diệt bác thất vương triều giả vọng. Công tử đối điên hỏa cũng có chút hiểu biết, lý thất dạ vừa nói như vậy bác tĩnh vương cũng không khỏi hỏi lý thất dạ nhẹ nhàng lắc đầu ngồi ở chỗ kia nhấp một cái trà thơm chậm rãi phe phẩy cái ghế nói rằng cũng không có đi qua điên hỏa đạo chỉ là thiên địa mà thôi thiên địa mà thôi bác tĩnh vương cũng không khỏi ngẩn ngơ bác thất vương triều cách điên hỏa đạo có nghìn nghìn vạn dặm xa ngồi ở bác thất vương trong triều thiên địa liền có thể cảm nhận được điên hỏa đạo nói như vậy nói ra chỉ sợ không có bất kỳ người nào tin tưởng, tính là là cường đại vô địch như bác thất đạo quân. Không có khả năng tại bác thất vương trong triều cảm thụ được điên hỏa đạo. Yêu đạo đây. Lý thất giả các đức bác tỉnh vương trầm tư, cười cười. Bác tỉnh vương phục hồi tinh thần lại, nhẹ nhàng lắc đầu, nói rằng, yêu đạo tuy là vạn yêu cuồng vũ, lục đại yêu thần vị chính là lăng tuyệt thiên hạ, toàn bộ hạ ba châu đều chưa chắc có thể địch nổi, thế nhưng, yêu đạo, đó cũng là vẻn vẹn giới hạn trong mảng hoang thập vạn đại sơn bên trong, đường Kim Thiên Hạ chỉ có cùng Long ngoài ý muốn. Yêu đạo có mảng hoang thập vạn đại sơn nói đến, rộng lớn vô biên, có vô tận sơn hà cùng hiểm địa. Tại đây trong chính là vạn yêu cùng vũ, hung hiểm muôn phần, thế nhưng tại yêu đạo bên trong, bất luận là trong truyền thuyết lục đại yêu thần vị, vẫn là chư thiên yêu vương, cũng sẽ không ly khai mảng hoang thập vạn đại sơn, đường Kim Thiên Hạ duy nhất ngoại lệ chính là cuồng long vị này cự hung cho nên các ngươi nghĩ tại tập trung địch nhân lý thất già cười cười nói rằng bắc tĩnh vương nhẹ nhàng gật đầu nói rằng đây cũng là bệ hạ to lớn nguyện loạn châu trung chuyển đã quét ngang nghìn năm lâu rất nhiều hung môn ác giáo đều đã tan thành mây khói mặc dù có rất nhiều hung nhân ác đồ chảy vọt tại các nơi nhưng còn không cấu thành uy hiếp các ngươi cố tình đầu đại địch lý thất già cười nhạt biết bác tĩnh vương lòng có chỗ buồn bác tĩnh vương gật đầu nói rằng cuồng long đình bác thất vương triều cuồng long đình có thể nói là xưng là hiện nay loạn châu thế lực cường đại nhất loạn châu bốn đạo tam nguyên suy sụp điên hỏa điên cuồng yêu đạo dừng lại ở hoang mãn thập vạn đại sơn bách gia đạo hình tán đương nhiên bác thất vương triều bị đưa về bách gia đạo bên trong cũng là có thể được đến bách gia đạo tán thành thư viện cũng có thể nhận đồng bác thất vương triều. Có thể nói, tại loạn châu bên trong, bác thất vương triều, có thể cầm loạn châu người cầm đầu. Khác một nhân vật mạnh mẽ, chính là cuồng Long Đình, cuồng Long Đình chính là từ một đại cử hung cuồng Long xây, mặc dù nói, cuồng Long xuất thân từ yêu đạo. Thế nhưng, hắn cuồng Long Đình chính là xây dựng ở bách gia đạo bên trong, vẫn muốn đạt được bách gia đạo thừa nhận, thậm chí nhập thư viện cầu học, thế nhưng, thư viện cũng không có thừa nhận cuồng Long Đình mặc dù như thế cuồng long đình tự xưng bách gia đạo cuồng long đình chính là loạn châu lớn nhất hung tổ chứa chấp vô số hung nhân ác đồ cuồng long chính là thập đại hung nhân đầu làm ác thập phương không người có thể địch cho tới nay cuồng long đình đều là bác thất vương triều kình địch chỉ là bác thất đạo quân mấy lần tiêu diệt cuồng long đình đều không thể thành công cuồng long vô cùng giảo hoạt vừa thấy danh tiếng không đúng liền hồi yêu đạo bên trong phục tại thánh vị bên trong, bác thất đạo quân là không biết làm thế nào. Bác thất vương triều muốn diệt cuồng Long Đình, cuồng Long Đình lại làm sao không là như thế đây? Chương 4858, Đế Vị Vị Bệ hạ đã qua đời, cuồng Long Đình nhất định sẽ vô đến. Bác tĩnh vương nhẹ nhàng mà nói rằng. Nói đến tận đây, Bác Tĩnh vương cũng không khỏi là lo lắng lo lắng, liền bác thất vương triều, không phải là cuồng long định đối thủ, nếu là bọn họ không nhịn được, bác thất vương triều nhất định sẽ tan thành mây khói. Lấy ta ý kiến, cuồng long định vô đến ngày, nhất định là điện hạ ngươi lúc lên ngôi. Bác Tĩnh vương nhìn lý thất dạ, trong lòng đều là lo lắng. Lấy thực lực mà nói cuồng long định cường đại nhất chính là một đời cự hung cuồng long, cuồng long chính là một vị có sáu viên thánh quả thiên tôn long quân, hung mảnh vô cùng, tuyệt hung vô cùng, có thể nói, lấy cuồng long thực lực cũng đủ có thể ngạo thị toàn bộ hạ ba châu. Phóng nhãn toàn bộ hạ ba châu, có thể so sánh cuồng long cường đại, chính là lát đác không có mấy, bác thất đạo quân là một cái, ly ẩn đế quân là một cái, tán nhân đạo hoàng ngưu thạch là một cái. Thế nhưng, cuồng long còn có một đòn sát thủ, nếu là hắn có chuyện gì hung hiểm lúc, hắn có thể tránh về tự mình yêu đạo xà thánh vị bên trong. Có thể nói, một khi nhượng cuồng long tránh về yêu đạo xà thánh vị bên trong bất luận kẻ nào đều không làm gì được hắn bất kể là bác thất đạo quân không phải là ly ẩn đế quân cũng không thể giết hắn cũng chính bởi vì cuồng long có thể tránh về yêu đạo xà thánh vị bên trong bác thất đạo quân mấy lần tiêu diệt cuồng long đình đều lấy thất bại mà kết thúc cái này cũng có thể bác thất vương triều cùng cuồng long đình ở giữa đánh giằng con nghìn năm lâu hôm nay bác thất đạo quân đã qua đời bác thất vương triều ưu thế là một mất đi mặc dù nói bác thất vương trong triều còn có tôn long chiến thần cường đại như vậy vô cùng thiên tôn long quân thế nhưng chỉ sợ vẫn như cũ không phải là cuồng long đối thủ huống chi cuồng long đình hạ ngoại trừ cuồng long ở ngoài mười hung bên trong liền có cái khác hai hung tại cuồng long đình tận hiến xếp hạng thứ tư nuốt hỏa đồng tử cùng xếp thứ tám phóng hỏa cuồng đồ có thể nói hiện nay lấy thực lực đối đánh dấu cuồng long đình mà nói bác thất vương Triều ưu thế mất hết, không cách nào cùng hôm nay cuồng long định chống đỡ được. Trên thực tế, tại bác thất đạo quân chỗ thời đại, bác thất vương triều thực lực, đủ có thể lấy ngạo thị toàn bộ loạn châu, thậm chí là có thể ngạo thị toàn bộ hạ ba châu, phóng nhãn toàn bộ hạ ba châu, ngoài trừ thiên thần đạo ở ngoài. Chỉ sợ tại trên thực lực, không có có người nào tối cao đại đạo có thể cùng bác thất vương triều chống đỡ được. Dù sao, bác thất vương triều ngoại trừ bác thất đạo quân ở ngoài, còn có có năm viên thánh quả tôn long chiến thần hai khỏa thánh quả bắc tĩnh vương còn có mười hung bên trong đứng hàng thứ thứ chín âm cơ cùng thứ mười hắc bạch lan quân như vậy thực lực xác thực là có thể ngạo thị thiên hạ trừ thiên thần đạo ở ngoài khó có kẻ sánh vai đối đánh dấu lên bát thất vương triều cùng long đình thực lực cũng không thể kém được chỉ bất quá tại đây nhìn từ năm đó đều bị bát thất vương triều chỗ đè nặng mà thôi đối với bắc tĩnh vương lợi Lý Thất Dạ cười cười, nói rằng, cuồng Long Đình, muốn tới, liền để cho bọn họ tới chứ. Nếu ta đăng cơ, chính là ngày vui, vậy hẳn là là náo nhiệt một chút, càng nhiều người chúc mừng, càng là chuyện tốt. Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói rằng, con người của ta nha, liền là ưa thích náo nhiệt, thích xem người khác cùng ta náo nhiệt. Lý Thất Dạ nói như vậy, nhưng bắt tỉnh vương thoáng cái đáp không được. Chỉ cần có một điểm lý trí người, cũng đều biết, nếu là ở đăng cơ ngày. Cùng Long Đình vô đến lời, vậy coi như không phải là tới chúc mừng Tân Hoàng Thượng Vị, mà là muốn tiêu diệt bác thất Vương Triều, đến lúc đó, vậy coi như không phải là náo nhiệt, mà là muốn tiêu diệt toàn bộ bác thất Vương Triều. Ngày đó, nhất định là bác thất Vương Triều máu chảy thành sông, hài cốt chất như núi. Bác tỉnh Vương xem lý thất dạ, lại không phải người ngu, càng không phải là người điên, nên biết xảy ra chuyện như vậy, sẽ ý vị như thế nào, Thế nhưng, Lý Thất Dạ còn là hoàn toàn không quan tâm, giống như đây là cái gì đại hỷ sự tình giống nhau. Vậy là trừ phi Lý Thất Dạ có đầy đủ sức mạnh. Cái này nhượng Bắc tỉnh vương xem không rõ, Lý Thất Dạ chính là một cái bình thường tu sĩ, bình thường không có gì lạ, có cái gì sức mạnh đi đối mặt cuồng long đình vật khổng lồ như vậy đây, nàng cũng không có lòng tin. Liền chúng ta bác thất vương triều, vô lực chống lại cuồng long đình, riêng là cuồng long một người, liền có thể tiêu diệt mọi người chúng ta ta cùng với chiến thần liên thủ liều mạng đánh một trận cũng không cách nào đối kháng cuồng long bác tĩnh vương không khỏi là lo lắng nói sau khi nói đến đây bác tĩnh vương có ý riêng nói rằng chúng ta bác thất vương triều nội ngoại cũng không phải trên dưới đồng tâm đại loạn nhân tâm không lường được bác tĩnh vương lời này là có ý riêng đương nhiên bác thất đạo quân vẫn còn ở lúc hết thảy đều không là vấn đề bất luận là có dị tâm hát bạch lan quân vẫn là thần bí âm cơ bọn họ cũng sẽ ngoan ngoãn hướng bác thất vương triều hiệu lực thế nhưng hiện tại bác thất đạo quân đã chết hát bạch lan quân âm cơ nói không chừng liền đã có tự mình dự định đến lúc đó bác thất vương triều là được nội ngoại thủ địch nhất định hủy diệt để cho bọn họ tới chứ lý thất già cười cười không có chút nào lưu ý tùy ý nói rằng nếu tới vậy sẽ phải thật tốt chiêu đãi người ta Bắc Tĩnh Vương trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng hết sức quái dị, hoàn toàn nhìn không thấu lý thất dạ, nàng có thể biết, lý thất dạ nhất định minh bạch trong lời nói của nàng ý tứ, thế nhưng, lý thất dạ lại một điểm lo lắng cũng không có, hoàn toàn là định liệu trước gián dấp, điều này làm cho liền Bắc Tĩnh Vương ở trong lòng nhìn không thấu, lý thất dạ đến tột cùng là trong hồ lô bán là thuốc gì. Bắc Tĩnh Vương cùng lý thất dạ yên tĩnh đàm luận sau đó, liền rời đi bác thất điện, trực tiếp đi gặp Tôn Long chiến thần tôn long chiến thần ở tại chiến trong thần điện chiến thần điện chính là ngồi chỗ cao tại bát thất vương triều trên cả tòa chiến thần điện treo cao tại thiên khung trên chìm nổi tại mây tía bên trong tôn long chiến thần cao ở đám mây có bao quát thiên hạ xu thế có quan sát toàn bộ bát thất vương triều phong thái tôn long chiến thần lăng thiên mà ngồi cao cao tại thượng vô sông khí tức mù mịt khắp cả giữa thiên địa hơi thở của hắn bao phủ toàn bộ bát thất vương triều để cho người ta là kính sợ trên thực tế hôm nay bác thất vương triều cũng cần một cái cường đại như vậy vô cùng tồn đang tỏa trấn làm tôn long chiến thần bao trùm thiên địa khí thế bao phủ toàn bộ bác thất vương triều lúc bác thất vương triều đệ tử ở trong lòng cũng không khỏi là ám thầm thở phào nhẹ nhõm mặc dù nói bác thất đạo quân đã mất thế nhưng ít nhất còn có tôn long chiến thần vị này có năm viên thánh quả long quân tại lấy tôn long chiến thần thực lực như vậy cũng đủ ngạo thì thiên hạ, có thể, cũng có thể bảo đảm bác thất vương triệu bình an. Bắc tỉnh vương mười bậc mà lên, leo lên chiến thần điện, tồn lòng chiến thần ngồi ngay ngắn ở đó, có lấn người xu thế, để cho người ta không khỏi là hít thở không thông. Chiến thần Bắc tỉnh vương hướng tôn long chiến thần không không thân, tôn long chiến thần nhượng đệ tử ban thưởng ghế ngồi. Tôn long chiến thần nhìn Bắc tỉnh vương, từ từ nói, tỉnh vương cực khổ, bôn tẩu thiên hạ, đúng là không dễ. Bắc Tĩnh Vương cười khổ một cái, nhẹ nhàng lắc đầu, nói rằng, Bôn Tẩu Thiên Hạ chưa nói tới mệt nhọc, chỉ là kẻ vô tích sự, thẹn với Tiên Hoàng, thẹn hiểu rõ. Tôn Long Chiến Thần nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói rằng, này là chuyện trong dự liệu, bệ hạ vẫn còn ở lúc, cũng đã dự liệu đến trăm nghìn vạn năm tới nay, thư viện đều không xuất thế, Tĩnh Vương không công mà lui, cũng là thường tình. Bắc Tĩnh Vương nhìn Tôn Long Chiến Thần, nói rằng, ta cùng với chiến thần trao đổi trao đổi. Tôn Long chiến thần nhẹ nhàng xua tay, nhượng đệ tử lui ra, trong khoảng thời gian ngắn, tại đám mây trong đại điện, chỉ có Tôn Long chiến thần cùng Bắc Tĩnh Vương. Bệ hạ truyền ngôi sự tình, chiến thần như thế nào đối đãi? Bắc Tĩnh Vương từ từ nói. Tôn Long chiến thần nhìn Bắc Tĩnh Vương, trầm mặc một chút, không trả lời ngay Bắc Tĩnh Vương. Bắc Tĩnh Vương trong lòng rùng mình, thần thái ngưng tụ, từ từ nói, chiến thần cùng ta đều đi theo bệ hạ ta không cùng chiến thần thừa nước đục thả câu chỉ là hỏi một chút chiến thần hỗ trợ không ủng hộ tân hoàng đăng cơ lúc này bắc tĩnh vương nói thẳng phải lấy được tôn long chiến thần trả lời đây cũng là bắc tĩnh vương lo lắng sự tình tính là hắn đi hỗ trợ lý thất dạ leo lên tân hoàng vị thế nhưng nếu như không có tôn long chiến thần ủng hộ vậy cũng chẳng qua là công giả tràng đàm luận mà thôi đừng nói là đi đối kháng cuồng long đình tính là là ngay cả tôn long chiến thần đều không thể giải quyết. dù sao tôn long chiến thần liền chính là bát thất hướng đệ nhất cao thủ, không chỉ là bác thất vương triều cường đại nhất thiên tôn long quân, đồng thời càng là bác thất vương triều tất cả quân đoàn thống lĩnh người tay cầm bát thất hào thiên quân đoàn. nếu như không chiếm được tôn long chiến thần hỗ trợ, hết thảy đều là uổng công. đến lúc đó, chớ nói bọn họ sẽ không chết tại cuồng long đình trong tay, chỉ sợ là chết trước ở tại tôn long chiến thần trong tay. Vào lúc này, bác tỉnh vương nhìn chầm chầm tôn long chiến thần, đó cũng là tâm thần căng thẳng, ngưng thần nhìn, trong lòng nàng thậm chí là có nên địch đại chiến chuẩn bị, đối tôn long chiến thần có lòng phòng bị. Nếu là tôn long chiến thần có bất kỳ dị tâm, như vậy, tại bác thất vương trong triều, nàng nhất định sẽ trở thành tôn long chiến thần thứ nhất diệt trừ đối tượng. Tỉnh vương, lại là như thế nào thái độ đây? Tôn Long chiến thần dừng ở Bắc tỉnh vương. Bắc tỉnh vương, chính là hiện nay bác thất vương triều vị thứ hai cường giả, cũng là bác thất vương triều tối rất tốt thiên tài, tiềm lực vô hạn, tương lai nhất định sẽ siêu việt hắn tôn long chiến thần, nếu là có thể phát qua trước mắt nguy nan như vậy, bác tỉnh vương tương lai siêu việt hắn, trở thành bác thất vương triều chân chính trụ cột vững vàng. Đến ngày nào đó, đối kháng cuồng long đình, hoàn toàn không thành vấn đề. Ta hỗ trợ tân hoàng đăng cơ. Bác tỉnh vương không có có bất kỳ dấu dếm nào nói thẳng ra quyết định của chính mình. Bắc Tĩnh Vương nhìn Tôn Long Chiến Thần, từ từ nói, Tân Hoàng cũng cần chiến thần hỗ trợ mới có thể kéo dài tiên hoàng nguyện vọng. Tôn Long Chiến Thần không khỏi nhẹ nhàng mà thở dài một cái, cuối cùng, từ từ nói, cho dù có ta hỗ trợ lại làm sao có thể phục chúng. Vương triều hiện nay ngàn cân treo sợi tóc. Trong ngoài đều khốn đốn, ta cũng biết sự tình. Bắc Tĩnh Vương thái độ rất kiên định, từ từ nói, có bất kỳ trắc trở chỉ cần chúng ta có thể một lòng đoàn kết bác thất vương triều trên dưới cùng nhau đi khắc phục thế nhưng nếu là liền tiên hoàng nguyện vọng đều không thể đi chấp hành bác thất vương triều làm sao cho là sau nhất định sẽ sụp đổ nếu là vương triều trên dưới cũng như tỉnh vương như vậy như vậy muốn thì tốt rồi tôn long chiến thần từ từ nói chỉ sợ vương trong triều rất nhiều người sẽ không như tỉnh vương như vậy muốn có gì tâm người Diệt trừ. Bác Tĩnh Vương quyết đoán mãnh liệt, thì như thế nào phục chúng đây? Tôn Long Chiến Thần từ từ nói, Tân Hoàng, như thế nào ngồi vững vàng đại vị? Chương 4859, Hắc Bạch Lang Quân trung tâm. Bác Thất Vương triều, giờ này khắc này, sóng ngầm bắt đầu khởi động, điều binh khiển tướng, Bác Thất Vương triều bên trong rất nhiều đệ tử chưa nhiều cường giả hung nhân, đều là nghị luận âm ý, không ít cường giả hung nhân ở trong tối làm dự định. Bác Thất Vương Triều cũng không phải là các đệ tử đều là do Bác Thất đạo quân tự tay bồi dưỡng ra được, trên thực tế, rất nhiều cường giả hung nhân là đầu nhập vào vào. Tỷ Như Âm Cơ cùng Hắc Bạch Lang Quân chính là một cái ví dụ tốt nhất, bọn họ đều đã từng là loạn châu hiển hách nổi danh hung nhân. Cũng đều đã từng là là ác nhất phương, thế nhưng cuối cùng đều thần phục tại bác thất đạo quân vô địch hạ, gia nhập bác thất vương triều. Tại bác thất vương trong triều, như vậy hung nhân cường giả không tại ở số ít. Bác thất đạo quân vẫn còn ở lấy vô địch phong thái trấn áp tất cả hung nhân cường giả, bác thất vương trong triều hung nhân cường giả đều chỉ năng thần phục, là bác thất vương triều tận trung tận lực. Thế nhưng, bác thất đạo quân đã chết, tại liền bác thất vương triều, nhân tâm di động, có không ít hung nhân cường giả, ở trong lòng có không trung thực, thậm chí muốn đem bác thất vương triều chia cắt. Tự mình độc chiếm một chén canh. Đặc biệt, gần đây, bác thất vương triều liên tiếp điều động binh mã, rất nhiều hung nhân cường giả ở trong lòng liền đang nghị luận, có những thứ khác ý nghĩ. Thậm chí có người ta nói, tôn long chiến thần sắp sửa độc tôn bác thất vương triều, tương lai bác thất vương triều nhất định từ tôn long chiến thần nhập chủ. Tuy rằng bác thất vương triều các đệ tử đều biết bác thất đạo quân đã chỉ định người thừa kế, thế nhưng, trong con mắt của mọi người, lý thất giả như vậy một cái bình thường đệ tử, không đủ thành đạo, tính là hắn thật là bác thất đạo quân con riêng. Lấy hắn như vậy thông thường thực lực, cây bản tự không khả năng ngồi vững vàng bác thất vương triều đế vị vị, không có bất kỳ người nào tính phục. Nếu là tôn long chiến thần nhập chủ bác thất vương triều, du ngoạn sơn thủy bác thất vương triều đại vị, như vậy, ngược lại là có thể được đến bác thất vương triều rất nhiều đệ tử hỗ trợ, tính luôn cả những thứ kia hung nhân cường giả. Dù sao, Tôn Long Chiến Thần là một có năm viên thánh quả thiên Tôn Long Quân, thực lực có thể xưng là vô địch có thể quét ngang thiên hạ, đủ có thể khiến bác thất vương triều đệ tử tính phục. Những hung nhân cường giả thần phục huống chi, Tôn Long Chiến Thần đi theo bác thất đạo quân chinh chiến bác phương, lập được vô số chiến công hiển hách, toàn bộ vương triều trên dưới, không có bất kỳ người nào so tôn long chiến thần thích hợp hơn kế thừa đế vị vị luận địa vị luận thực lực luận uy vọng tôn long chiến thần đều đã đầy đủ trong khoảng thời gian ngắn bác thất vương triều chính là sóng nằm bắt đầu khởi động nhưng mà đối với cái này tất cả lý thất dạ hoàn toàn không quan tâm cũng căn bản liền không thèm để ý hôm nay lý thất dạ đi qua một tòa xa hoa vô cùng cung điện lúc hắc bạch lan quân bước nhanh ra đón lập tức kéo chặt lý thất dạ tay Điện hạ, có thể coi là đem ngươi trong. Lôi kéo chặt lý thất dạ bàn tay to, hát bạch lan quân, đây chính là nhiệt tình cực kỳ, một bộ trung thần nhìn thấy chủ tử gián dấp, kích động nói rằng, ta thực sự là mặt trời trong mông, Muồn rồi trong mông, thế nhưng đem điện hạ cho trong, xin điện hạ nhập ta hàng xá nhỏ ngồi. Hắc bạch lan quân nhiệt tình, liệt diễm cùng đao không muốn, tay cầm trường đao, để ngang ở giữa. Cận vệ trưởng, ta cũng chỉ là cùng điện hạ uống chút trà mà thôi, lại không làm chuyện gì. Hắc Bạch Lan Quân cười to nói, rồi hãy nói. Tại đây bác thất vương trong triều, tại ta trong cung điện, chẳng lẽ còn sợ điện hạ xảy ra chuyện hay sao? Tại đây trong, ta đây nhưng là phải bảo chứng tuyệt đối an toàn, nếu là điện hạ có cái gì không hay xảy ra, vương triều trên dưới, đều muốn ta đầu, cho nên, cận vệ trưởng, ngươi lo lắng cái gì đây? Hắc Bạch Lan Quân lời này có lý, liệt diễm cùng đau nhất thời không trả lời được. Lý Thất giả nếu là ở Hắc Bạch Lan Quân trong cung điện xảy ra sự tình, bác thất vương triệu trên dưới cái nào sẽ bỏ qua hắn. Tôn Long chiến thần, bác tỉnh vương bọn họ tất cả mọi người sẽ muốn Hắc Bạch Lan Quân đầu. Có thể nói, tại Hắc Bạch Lan Quân trong cung điện, ngược lại là một loại an toàn, Hắc Bạch Lan Quân nhất định là liều mạng mạng nhỏ cũng muốn bảo toàn Lý Thất Dạ. Điện hạ, ta thế nhưng chuẩn bị cho ngươi lễ vật, không thể coi thường lễ vật, điện hạ mau đến xem xem. Vào lúc này, Hắc Bạch Lan quân đối Lý Thất Dạ nháy mắt một cái, thần thái rất mập mờ. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, phân phó liệt diễm cuồng đao, nói rằng, cần vệ trưởng liền giữ ở ngoài cửa là được. Thế nhưng, mặc dù là như vậy, liệt diễm cuồng đao vẫn như cũ lo lắng Lý Thất Dạ đi theo Hắc Bạch Lan quân đi. Tổng khiến người ta cảm thấy, đi theo Hắc Bạch Lan quân, chính là dê vào miệng cọp. Không có việc gì. Lý Thất Dạ cười cười, nói rằng điện hạ thật can đảm, không hổ là bệ hạ chỉ định truyền nhân. Hắc Bạch Lan Quân khen một tiếng, sau đó hướng liệt diễm cuồng đao vỗ ngực bảo chứng, nói rằng, cận vệ trưởng yên tâm, chỉ cần điện hạ vẫn còn ở ta trong cung điện, ta tính là là liều mạng, sẽ bảo đảm điện hạ một cộng lông măng đều không tổn hại. Liệt diễm cuồng đao không biết làm thế nào, chỉ có thể là trơ mắt nhìn lý thất dạ cùng Hắc Bạch Lan Quân tiến nhập trong cung điện. Đương nhiên, liệt diễm cuồng đao cũng sẽ không vì vậy thả lỏng cảnh giác, một khi có bất kỳ gì hưởng, hắn cũng có không chút do dự mang theo bác thất tung vệ kỵ giết tiến vào. Hắc bạch lan quân cung điện, hết sức xa hoa xa xỉ, phục trang đẹp đẽ, sơn thủy đều có, tại toàn bộ trong cung điện, đẹp thì tươi đẹp thiếp là tùy ý có thể thấy được, có thể nói là xa xỉ đến cực điểm. Hắc Bạch Lan Quân đem Lý Thất Dạ dẫn vào một cái cực kỳ xa hoa xa xỉ trong cung điện, tại đây trong, tự như là ông nhu hương giống nhau, lưu tia mặt, mềm cẩm đôn, mỹ nhân như ngọc. Nhà đầu, mau tới hầu hạ tốt chúng ta điện hạ. Vào lúc này, hắc bạch lan quân một tiếng phân phó, hai cái mỹ lệ diêm dúa lòe loẹ loẹt nữ tử xuất hiện. Hai cô gái này, đẩy đà vô cùng, toàn thân đường công chính là kinh tâm động phách, một cái nhăn mày một nhìn tới, tràn đầy quyến rũ, câu mây hồn phách, hai nữ tử, mặc một thân lưu ti bạc thường, đi lại lúc, cảnh xuân hiện ra tràn đầy vô cùng mê hoặc làm lý thất dạ ngồi xuống lúc, hai nữ tử lập tức dính vào, ghé vào lý thất dạ trên người, đầy người mềm yếu đặt ở trong ngực, mùi thịt vào mũi, để cho người ta là tiêu hồn. Trừ cái đó ra, hai có hai cái xinh đẹp thị nữ, ghé vào lý thất dạ dưới chân. Là lý thất dạ tùng chân bóp gân. Lý thất dạ thản nhiên ngồi ở chỗ kia, tùy ý mỹ nữ hầu hạ, hai cái quyến rũ tận xương nữ tử, chính là miệng này dai nước hoa quả hào, hết sức dụ mê hoặc lòng người điện hạ thích không? Lấy lớn nhất mê hoặc chiêu đại lý thất dạ, hắc bạch lan quân mặt tươi cười, một bộ trung thần dáng dấp, toàn tâm toàn ý là lý thất dạ phục vụ. Hưng, không sai. Lý thất dạ thản nhiên hưởng thụ, tự do tự tại. Gặp lý thất dạ thích một bộ này, hắc bạch lan quân cũng yên lòng, hắn vừa cười vừa nói, chỉ cần điện hạ ngươi có thể leo lên cửu ngũ chí tôn, leo lên long ỷ. Đây hết thảy đều là ngươi, mỹ nữ thị, cái này đáng là gì thiên hạ mỹ nữ đều do bệ hạ hưởng dụng thần thiên mà tam tộc thánh nữ tiên dân bách tộc mỹ nhân đều tại bệ hạ dưới thân hầu hạ chỉ cần bệ hạ nguyện ý cái này đúng là hưởng thụ tận nhân gian cực phúc nói phải có đạo lý lý thất giả gật đầu tán thưởng hắc bạch lang quân gặp lý thất giả mắc câu lời vừa chuyển nói rằng bệ hạ thần chính là trung thành và tận tâm nguyện ý bảo hộ bệ hạ leo lên cửu ngũ nhượng bệ hạ hưởng hết nhân thế cực phúc thế nhưng cũng không phải là người người đều là nghĩ như vậy nha cũng không phải là người người đều có như vậy trung thành và tận tâm có người chỉ sợ là muốn trừ bệ hạ cho thống khoái nếu là diệt trừ bệ hạ giang sơn chính là bọn họ như vậy bệ hạ đâu chỉ không thể hưởng dụng này nhân thế cực phúc chỉ sợ là nhỏ tính mạng còn không giữ nổi giơ tay chém xuống đầu người rơi xuống đất ngươi lo lắng không phải là không có đạo lý lý thất giả sờ sờ cầm nói rằng chỉ là ta vừa tới bác thất vương triều lại làm sao biết ai là trung thần ai là gian thần đây bệ hạ đó còn cần phải nói a à. văn thần chính là đại trung thần văn thừa vì bệ hạ có thể nói là vất vả vô độ lúc này ghé vào lý thất giả trên người hai mỹ nhân chính là giao dịch này vào trong miệng quyến rũ tận xương văn thừa chính là trung thành và tận tâm, nhật nguyệt chứng giám. Lý thất dạ cũng là một cái tán thành. Vì bệ hạ kế hoạch lớn sự nghiệp to lớn, thuộc hạ là thì nguyện ý can đảm bôi nơi. Hắc Bạch Lan Quân hết sức kích động, trung thành và tận tâm. Bác Thất Vương Triều, có văn thừa như vậy trung thần, đúng là không dễ chính là rất may. Lý Thất Dạ lớn tiếng tán thưởng. Hắc Bạch Lan Quân lo âu nói rằng, tuy rằng thần chính là trung thành và tận tâm, thế nhưng thần vẫn là lo lắng có người chỗ hiểm bệ hạ nha mưu đoạt đế vị vị giết bệ hạ lấy soáng vị lớn mật cái nào dám như thế đại nghịch bất đạo lý thất dạ nộ vỗ một cái bệ hạ xin bớt giận xin bớt giận hãy để cho văn thừa chậm rãi kể lại quyến rũ tận xương hai cái mỹ nhân tuyệt thế đem một mảnh mềm yếu tận hầm đi qua ngươi lại chậm rãi nói đến Lý thất dạ một bộ tức giận chưa tiêu gián dấp. Hắc Bạch Lan Quân một bộ muốn nói lại thôi gián dấp, nói rằng, bệ hạ, thần sợ là có phỉ bán tội. Xá ngươi vô tội. Lý thất dạ đại độ nói rằng. Hắc Bạch Lan Quân do dự một chút, nhìn quanh hai bên một chút, không có những người khác, nhẹ giọng nói rằng, bệ hạ cho rằng, vương triều hiện nay, ai là nắm quyền. Hừm, cái này đi, ta đối vương triều không rõ ràng lắm. Lý thất giả sờ sờ cầm nói rằng, bất quá nghe cuồng đau nói, vương trong triều chính là lấy tôn long chiến thần cực mạnh. Bệ hạ nói đúng, bệ hạ anh minh thần võ. Hắc bạch lang quân vỗ tay một cái, khen lớn, sau đó thấp giọng nói rằng, bệ hạ tôn long chiến thần tại vương trong triều thực lực xa nắp tất cả người, không người có thể địch hơn nữa. Tôn long chiến thần tay chỗ bác thất hào thiên quân đoàn, có vương triều bên trong tất cả binh lực. Nói đến đây, Hắc Bạch Lan Quân dừng một chút, thấp giọng nói rằng, tại vương trong triều, tôn long chiến thần, có địa vị trí cao vô thượng, tại vương trong triều, tất cả đệ tử cường giả đều ngưỡng hơi thở tại tôn long chiến thần. Bệ hạ vừa tới vương triều thời điểm, nghe nói, có thật nhiều đệ tử đều khiếu hiu, bệ hạ đức không xứng vị, không có tư cách ngồi lên đế vị vị. Lớn mật, phản bọn họ. Nghe được nói như vậy lý thất dạ giận tím mặt, đại vỗ bàn, tức giận nói, cái nào cho bọn hắn lớn như vậy gan chó, cũng dám đại nghịch bất đạo. Bệ hạ, ngươi không nên tức giận đi, đã thương cơ thể, cũng không tốt. Vào lúc này, hai cái nằm úp sấp ở trên người mỹ nhân quyến rũ động lòng người, cọ sát lấy lý thất dạ. Nếu là đệ tử bình thường, chỉ sợ là không có cái này gan chó, cho rằng bọn họ cũng không dám đại nghịch bất đạo. Hắc Bạch Lan Quân thấp giọng nói rằng, chỉ sợ, cái này phía sau có người sai sử. Chương 4860, ý kiến hay. Cái nào như vậy gan chó, cũng dám đại nghịch bất đạo, mưu hại bản tọa. Lý thất giả nộ vỗ án. Hai cái tuyệt mỹ quyến rũ nữ tử lập tức dụ dỗ lý thất Dạ đặt ở lý thất giả trên người, kiều mỹ vô cùng, nói rằng, bệ hạ, xin bớt giận, ai dám hại bệ hạ, chúng ta văn thừa đại nhân, tuyệt đối không để cho bọn họ thực hiện được, văn thừa đại nhân, chính là trung thành và tận tâm, là bệ hạ máu chảy đầu rơi bệ hạ, ngươi cảm thấy là ai đây? Vào lúc này, Hắc Bạch Lan Quân tại Lý Thất Dạ bên tai thấp giọng nói rằng. Cái nào? Lý Thất Dạ phẫn nộ giáng dấp. Nói rằng, ai dám đại nghịch bất đạo, chém. Hắc Bạch Lan Quân thấp giọng nói rằng, nếu là bệ hạ có cái gì không hay xảy ra, cái nào có khả năng nhất leo lên cửu ngũ chí tôn? Cái nào có khả năng nhất trưởng cầm bát thất vương triều quyền hành? Tôn Long chiến thần, lão thất phu này. Lý Thất Dạ hận hận nói rằng: Không sai, bệ hạ là tôn long chiến thần. Hắc Bạch Lan Quân thấp giọng nói rằng: Vương triều hiện nay nội ngoại tất cả mọi người chỉ tính phục tôn long chiến thần. Lão thất phu tất phải giết. Lý Thất Dạ làm ra lộ ra cắn răng nghiến lợi gián dấp. Cái này chỉ sợ là khó. Hắc Bạch Lan Quân thấp giọng nói rằng: Tôn Long chiến thần cường đại cỡ nào, có năm viên thánh quả Long Quân tính là là thần liều mạng cũng không phải tôn long chiến thần đối thủ đến lúc đó tính là thần liều mạng bảo hộ bệ hạ chỉ sợ tôn long chiến thần giơ tay chém xuống cũng là đầu người rơi xuống đất tốt một cái tôn long chiến thần lý thất dạ căm giận bất bình như nhục chí giống nhau ngồi ở chỗ kia nói rằng chẳng lẽ cứ như vậy mà thôi à bệ hạ chớ nản lòng văn thừa trí tuệ như biển nhất định có thể vì bệ hạ quyết định hai cái đẹp cơ đúc lý thất dạ giao dịch. Tại liếm. Văn thừa, có thể có biện pháp gì tốt? Lý thất dạ lúc này hỏi. Hắc Bạch Lan Quân thấp giọng nói rằng, biện pháp, không phải là không có. Nói đến đây, hắn không khỏi trầm ngâm. Mau nói đi. Lý thất dạ vẻ mặt không có kiên nhẫn dán dấp, quát lên. Hắc Bạch Lan Quân trầm ngâm nói, lấy thực lực của chúng ta mà nói, hoàn toàn không cách nào cùng Tôn Long Chiến Thần đối kháng, Tôn Long Chiến Thần một người cũng có thể diệt mọi người chúng ta, huống chi, Tôn Long Chiến Thần tay cầm bát thất hào thiên quân đoàn, thần uy vô song. Tại Vương Triều nội ngoại Tôn Long Chiến Thần cũng là nhất hô bá ứng. Có thể nói, tại Vương Triều bên trong, chúng ta không người nào có thể dùng, không cách nào cắt cũng Tôn Long Chiến Thần. Liền không có biện pháp a. À. Lý Thất Dạ vẫn là không cam lòng hình dạng hắc bạch lãng quân sờ sờ cầm, nói rằng, bác thất vương triều bên trong, thì không được, thế nhưng, có thể theo cho bên ngoài mượn lực. Theo cho bên ngoài mượn lực, như thế nào mượn lực? Lý thất giả dạ hỏi. hắc bạch lãng quân thấp giọng nói rằng, chúng ta có thể mời người, mời tới cao thủ, diệt trừ những thứ này đại nghịch bất đạo phản thần. Xin người phương nào? Lý thất giả dạ hỏi. hắc bạch lãng quân thấp giọng nói rằng, mười hung bên trong. Ta nhận thức mấy vị, độc thi cáp vương, hỏa diễm cự viên, đều cùng thần không nhỏ giao tình, cái này cũng có thế mời đặng, chỉ bất quá, sau khi chuyện thành công, chỉ sợ là muốn lãnh thổ bảo vật thị. Chuyện nào có đáng gì? Lý thất dạ cười to, hào phóng nói, chỉ cần được chuyện, văn thừa trưởng vương triều nội ngoại quyền hành, độc thi cáp vương, hỏa diễm cự viên đều phong tước phong hầu, nặng nề có thưởng. Riêng là dựa vào độc thi cáp vương cùng hỏa diễm cự viên, còn dời không tới tôn long chiến thần thần ngược lại có một kế hắc bạch lan quân thấp giọng nói rằng cái gì kế lý thất dạ lên tinh thần hắc bạch lan quân nói rằng bệ hạ ghi danh hẳn là giống trống khu chiên mở tiệc chiêu đãi khắp nơi hào kiệt bá chủ tỷ như cuồng long đình cuồng long đình lý thất dạ không khỏi cảm thấy hứng thú nói rằng cuồng long đình không chính là chúng ta bác thất vương triều kẻ thù bên ngoài a à đối phương nhất thời, này nhất thời, bệ hạ, thời đại không giống nhau. Hắc Bạch Lan Quân thấp giọng nói rằng, nếu như nói, cuồng Long định giá lâm, tôn Long chiến thần không thể không nghênh địch, đến lúc đó, chúng ta phía sau phục kích, tập sát tôn Long chiến thần. Một lần hành động chém chết bắt tỉnh vương nhóm người này không trung với bệ hạ người. Cuồng Long đình đây. Lý thất dạ lo âu nói rằng. Hắc Bạch Lan Quân thấp giọng nói rằng, chúng ta có thể cùng cuồng long đình co kè mặt cả nếu là có thể nghị hòa chúng ta liền cắt điếm xuống đất bồi điểm khoản bảo đảm bệ hạ vạn thế vị như là không thể chúng ta còn có một đòn sát thủ đòn sát thủ gì lý thất và hiếu kỳ hỏi chúng ta đi xin ám ảnh già kỵ đi ám sát cuồng long đình mọi người nhờ vào đó uy hiếp ở cuồng long đình kể từ đó cuồng long đình sẽ không có thời gian cùng cơ hội tới phạm chúng ta bác thất vương triều Hắc Bạch Lan Quân nói rằng, ám ảnh dạ kỵ, chính là loạn châu thập đại hung nhân bên trong xếp hạng thứ hai, gần với cuồng long tồn tại. Hơn nữa, ám ảnh dạ kỵ rất đáng sợ, xuất quỷ nhập thần, giết người vô hình, không có ai biết ám ảnh dạ kỵ là ai, không có ai biết ám ảnh dạ kỵ là cái gì xuất thân. Nghe đồn nói gặp qua ám ảnh dạ kỵ người, đều chết ở hắn trong tay, không có một cái nào có thể còn sống sót. Tốt, ý kiến hay, liền giao cấp cho ngươi. Lý thất giả vỗ tay cười to, hết sức cao hứng. Thần nhất định làm được. Hắc Bạch Lan Quân thấp giọng nói rằng, bệ hạ ghi danh. Nhất định đại yến thiên hạ. Yên tâm. Lý thất giả gật đầu, vừa cười vừa nói, là tại là nhân sinh một đại thịnh sự, lại làm sao có thể không lớn yến thiên hạ đây. Bệ hạ anh minh, bệ hạ anh minh. Hắc Bạch Lan Quân khen lớn nói. Tại Hắc Bạch Lan Quân trong phủ đệ, Lý Thất Dạ cùng Hắc Bạch Lan Quân bí mưu một phen sau đó, cái này mới rời khỏi. Hắc Bạch Lan Quân cùng Điện Hạ nói gì đó đây? Gặp Lý Thất Dạ tự tiếu phi tiếu thần thái, liệt diễm cuồng đau không khỏi có lo lắng, trực giác nói cho hắn biết, Hắc Bạch Lan Quân nhất định là nói một chút không đồ tốt. Đi nói một tiếng. Tổ chức ta đăng cơ đại điển, càng long trọng càng tốt, mở tiệc chiêu đãi thiên hạ. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Cái này, liệt diễm cuồng đau cũng không khỏi là do dự một chút thấp giọng nói rằng điện hạ lúc này chính là thời buổi rối loạn nha liệt diễm cuồng đau như thế nào không lo lắng bọn họ bệ hạ bác thất đạo quân mới vừa mất loạn châu vô số hung nhân ác đồ nhìn chằm chằm lý thất dạ liền đại vị đều còn không có ngồi vững vàng liền muốn giống trống khu chiên cử hành đại điển cái này chẳng phải là dẫn sói vào nhà a à. sự tình càng nhiều càng tốt lý thất dạ cười tủm tỉm nói rằng cái này lý thất giả dạ nói như vậy liệt diễm cuồng đau luôn cảm thấy là lạ hình như là chỗ nào có không đúng chỗ chỉ sợ hắn không thể làm gì khác hơn là nói rằng việc này bẩm bắt tỉnh vương mọi người xin bắt tỉnh vương mọi người thu xếp có thể lý thất giả dạ gật đầu sờ soạn một cái mông tại lý thất giả dạ mới vừa trở lại bác thất điện lúc tôn long chiến thần liền đã đến ta cùng với điện hạ một chỗ tôn long chiến thần đối liệt diễm cuồng đao nói rằng liệt diễm cuồng đao không khỏi do dự một chút lý thất dạ nhẹ nhàng mà khoác tay áo hắn lúc này mới lui ra tôn long chiến thần không khỏi dừng ở lý thất dạ nói thật hắn nhìn không ra lý thất dạ chỗ nào có bất đồng chỗ cũng nhìn không ra có cái gì chỗ bất phàm thế nhưng bọn họ bệ hạ bác thất đạo quân lại đem đế vị vị truyền cho hắn cái này nhất định có bọn họ bệ hạ tuệ nhãn chỗ tự mình có không nhìn thấu chỗ bệ hạ lúc còn sống, truyền ngôi tại Điện Hạ. Cuối cùng, Tôn Long Chiến Thần từ từ nói, Điện Hạ, chính là bác thất vương triệu đế vị người thừa kế, thần tận hiến. Tôn Long Chiến Thần rốt cục nói ra lời của mình, mặc dù nói, hắn cũng không coi trọng lý thất dạ. Thế nhưng, hắn cuối cùng vẫn lựa chọn tận hiến lý thất dạ, đây hết thảy đều là bởi vì bác thất đạo quân, bác thất đạo quân không chỉ là đối hắn có chỉ điểm chi ân, cũng là đối hắn có thức tài chi ân. Có thể nói, không có bác thất đạo quân, sẽ không có hắn tôn lòng chiến thần, bác thất đạo quân nguyện vọng, hắn nhất định là tuân thủ, cũng sẽ hoàn thành hắn nguyện vọng. Quản chi hắn cùng không coi trọng lý thất dạ hắn thấy, bình thường, bình thường lý thất dạ, không cách nào vai gánh vác bác thất vương triều đại đảm nhiệm. Mặc dù như thế, hắn vẫn như cũng nguyện ý vân theo bác thất đạo quân nguyện vọng. Tự như trước đó, hắn lo lắng những người khác không tuân theo bác thất đạo quân nguyện vọng, như có tiềm lực nhất bắt tĩnh vương nếu thật sự là như thế bác thất vương triều nhất định sẽ phân liệt chiến thần chính là trung thần lý thất dạ gật đầu tôn long chiến thần không vòng vèo từ từ nói chỉ là thần có một cái không mời tình cái gì không mời tình lý thất dạ nhìn tôn long chiến thần nói rằng tôn long chiến thần nói rằng xin điện hạ ly khai bác thất vương triều ly khai bác thất vương triều Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Tôn Long Chiến Thần bận biệu là nói rằng, thần cũng không phải là đối điện hạ mưu đồ gây rối. Chỉ là muốn xin điện hạ tránh một chút danh tiếng, chờ thần bình định vương triều sự tình, dẹp yên kẻ thù bên ngoài, lại nên điện hạ trở về, leo lên đế vị vị. Cái này không cần phải. Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng mà lắc đầu. Tôn Long Chiến Thần không khỏi lo lắng nói, điện hạ tại, nhất định sẽ trở thành người khác cái đinh trong mắt, người người muốn đoạt điện hạ bát thất đế tỳ, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, nếu là thần bảo hộ không chu toàn, điện hạ có cái gì không hay xảy ra, chỉ sợ thần ở dưới cửu tuyền, thẹn với bệ hạ. Lý thất dạ không khỏi nhìn thoáng qua tôn long chiến thần. Cười cười, nói rằng, ngươi vì sao cho là ta nhất định liền muốn người tới bảo hộ đây? Cái này, tôn long chiến thần thoáng cái đều trả lời không được đều nhìn lý thất dạ hắn cũng không thể một cái nói ra, điện hạ, ngươi quá yếu, bình thường, bình thường ngươi, địch nhân một ngón tay đều có thể nghiền chết ngươi. Đau thương không có mắt, thật là hung hiểm. Cuối cùng Tôn Long Chiến Thần nói như vậy. Lý thất dạ cười cười, nói rằng, thần Long Sơn Hậu Đại, có thể tuân đạo nghĩa, cũng không bôi nhọ tổ tiên của các ngươi. Ngươi, Lý thất dạ cái này thuận miệng nói đi ra nhượng tôn long chiến thần trong lòng là một trong chấn động, bất khả tư nghị nhìn lý thất dạ. Tôn long chiến thần xuất thân, chính là đại có lai lịch, chỉ bất quá, ngoại nhân không biết mà thôi. Tất cả mọi người biết tôn long chiến thần chính là xuất thân từ môn phái nhỏ, một vị nhỏ đường chủ mà thôi, bác thất đạo quân đối hắn có ơn tri ngộ, nhượng hắn cuộc khởi, trở thành một đại thiên tôn long quân. Trên người ngươi chảy xuôi mỏng manh thần long sơn huyết thống. Lý thất dạ lạnh nhạt nói. Tôn Long chiến thần không khỏi ngẩn ngơ, qua một lúc lâu, nhẹ nhàng mà nói rằng, thần Long Sơn đã diệt. Truyền thuyết tổ địa đã không còn tồn tại, sáu tổ sau đó, lại cũng không có người, thần Long Sơn đã không còn tồn tại, tử tôn điêu linh. Thần Long Sơn, ở đó xa xôi trong năm tháng, chính là một vị cường đại vô cùng truyền thừa, có thể nói ngạo thì một thời đại. Thế nhưng, ở đó xa xôi kỷ nguyên trong chiến đấu, thần Long Sơn bị diệt, từ nay về sau không còn tồn tại. Chương 4861, Thần Long Sơn huyết thống. Đại đạo gian nan. Đối với thần Long Sơn diệt vong, Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói, luôn sẽ có rất nhiều người cùng sự tình, tiêu tan thành mây khói. Tôn Long chiến thần ở trong lòng chấn động theo, xuất thân của hắn, máu mũ của hắn, biết đều chính là lát đác không có mấy lý thất dạ nhưng là một cái nói toạt ra điện hạ lại từ đâu biết được đây tôn long chiến thần không khỏi hỏi lý thất dạ nở nụ cười lạnh nhạt nói liếc mắt liền biết lời này nhượng tôn long chiến thần không khỏi hít một hơi lạnh khí liếc mắt liền biết cái này là làm sao có thể sự tình tính là là bọn hắn bệ hạ bác thất đạo quân vẫn còn ở lúc không có khả năng liếc mắt liền biết hắn căn cước cùng xuất thân trong khoảng thời gian ngắn tôn long chiến thần cũng không khỏi hồ nghi chưa định mà nhìn lý thất dạ trong lòng cũng không khỏi là có đủ loại suy đoán dù sao chuyện như vậy thật sự là thật bất khả tư nghị đây tột cùng là chuyện gì nguyên nhân đây tôn long chiến thần trong khoảng thời gian ngắn đều suy đoán không ra được lý thất dạ thoạt nhìn chỉ là một bình thường không có gì lạ bình thường tu sĩ mà thôi thế nhưng nhưng là liếc mắt có thể nhìn ra máu mũ của hắn đây là có thể sự tình a à hắn thế nhưng một cái có năm viên thánh quả long quân, hắn thực lực, đã không phải là một vị bình thường tu sĩ cường giả có khả năng nhìn trộm. Tính là là đồng dạng thiên tôn long quân tồn tại, không có khả năng liếc mắt là có thể nhìn trộm hắn căng cước, càng không cần phải nói, thông thường tu sĩ liếc mắt xem ra, cái này có thể biết lời, cái này căn bản là chuyện không thể nào, căn bản là không hợp với lẽ thường sự tình. Quyết thống của ta đã che đậy. Tôn Long chiến thần trong lòng vẫn như cũ tràn đầy nghi hoặc, mặc dù nói, tính là người khác biết hắn có mỏng manh chân lông huyết thống. Thế nhưng, dựa vào mỏng manh chân lông huyết thống không có khả năng nhìn trộm được hắn căn cước, không có khả năng kết luận hắn là xuất thân từ thần long sơn hậu đại. Huống chi, hắn hôm nay thực lực, đã có thể ngạo thị thiên hạ, quản chi người khác biết hắn mỏng manh chân lông huyết thống, thế nhưng, hắn cường đại công lực đã che đậy chân của mình cây, cái này là người ngoài căn bản là không nhìn ra. Chuyện này cũng không có gì, có chân long huyết thống, không vẹn vẹn có các ngươi thần long sơn, huống chi, như vậy mỏng manh huyết thống. Lý Thất Giả nhàn nhạt nở nụ cười, nhẹ nhàng mà nói rằng, các ngươi thần long sơn chân long huyết thống. Tại lão Thạch Động bên trong thối luyện qua, cùng những thứ kia sinh ra tại yêu đạo chân long huyết thống không giống nhau. Cái này, ngươi cũng biết. Lý Thất Giả cái này thuận miệng một câu nói, hoàn toàn đem Tôn Long Chiến Thần đều chấn động ở thần long sơn, lão Thạch Động đây là bọn hắn thần Long Sơn xưa nhất một bí mật, chỉ bất quá, theo bọn họ thần Long Sơn hủy diệt, lão thạch động không còn tồn tại. Đừng nói là hắn, bọn họ tổ tiên cũng không có ai đi qua lão thạch động, đã sớm không tồn tại nữa, chỉ để lại truyền thuyết, tính là là hậu thế, cũng chậm chậm không biết. Nghe đồn nói, tại hắn nhóm thần Long Sơn, lão thạch động bên trong, từng là cư trụ một vị không cách nào tưởng tượng tồn tại, có tối khó lường huyết thống. Thế nhưng, về sau tại viễn cổ kỷ nguyên trong chiến đấu, bọn họ thần Long Sơn cuốn vào trận này có một không hai diệt thiên chiến, sứ cho bọn họ thần Long Sơn giả tan thành mây khói, bọn họ thần Long Sơn tiên vương đều nhất nhất chết trận. Từ đó về sau, thần Long Sơn không còn tồn tại, theo lão thạch động tối cao tồn tại chết trận, thần Long giả Sơn tôn triệt để lưu lạc tại ngoại, cho nên, truyền tới bọn họ thế hệ này người lúc, chỉ là tại hạ Tam Châu các nơi kiếm ăn. Kéo dài hơi tàn mà thôi. Cũng chính bởi vì vậy, hắn về sau chẳng qua là một môn phái nhỏ nho nhỏ đường chủ mà thôi. Thế nhưng, bọn họ thần Long Sơn bí mật, theo hậu đại sói mòn, người biết càng ngày càng ít, đến bọn họ thế hệ này người, đã là lát đác không có mấy, đặc biệt lão thạch động sự tình, liền đối hắn có đại ân bác thất đạo quân cũng không biết, huống chi là ngoại nhân. Thế nhưng, lý thất dạ nhưng là một cái nói toạc ra, một cái nói ra bí mật trong đó. Ngươi, ngươi là người phương nào? vào lúc này tôn long chiến thần cũng không khỏi lông tơ dựng thẳng lên có một loại cảm giác nói không ra lời giống như là gặp phải quỷ giống nhau một cái biết ngươi đầy đủ mọi thứ quỷ ta còn có thể là cái nào chẳng qua là khách qua đường mà thôi lý thất giả cười một cái nói thế nhưng tôn long chiến thần vẫn là kinh nghi bất định nhìn lý thất giả nói rằng từ sáu tổ chết trận tại lão thạch động sau đó người hậu thế đã không biết lão thạch động là người khác cũng không phải ta lý thất già cười cười tôn long chiến thần vẫn như cũ trong lòng chấn động kinh nghi chưa định liền như là gặp ma bác thất đạo quân cũng không biết chuyện này tính là nhân thế còn để lại một phần bọn họ thần long sơn tử tôn thế nhưng không có mấy người biết chuyện này tôn long chiến thần cuối cùng là một đời vô song hạng người cuối cùng là quét ngang người trong thiên hạ cuối cùng là một vị năm quả long quân hắn thật sâu hít thở một cái khí ổn định tâm thần. Điện hạ lai lịch, thần bí khó lường. Vào lúc này, Tôn Long chiến thần triệt để có thể hiểu bác thất đạo quân lúc còn sống truyền ngôi thâm ý, hắn đem bác thất vương triều đạo thống truyền thụ cho Lý Thất Dạ, Lý Thất Dạ một nhất định có hắn bất phạm nơi. Hơn nữa, bác thất đạo quân không đem đế vị vị truyền cho hắn, cũng không truyền cho bác tĩnh vương. Lại thêm là không có truyền cho nữ nhi mình A Chuy, lại truyền cho một ngoại nhân, vậy ý nghĩa, người ngoại này tại hắn nhóm trên. Đế vị vị, Điện Hà chính là danh xưng với thực. Tôn Long Chiến Thần Triệt để thừa nhận lý thất giả thân phận. Dù sao, trước đó Tôn Long Chiến Thần tuy rằng thừa nhận lý thất giả thân phận, đó là bởi vì bác thất đạo quân đối hắn có tri ngộ đại ân, cho nên, hắn nhất định sẽ chấp hành cùng hoàn thành bác thất đạo quân nguyện vọng. Thế nhưng, lý thất giả cùng chưa chắc có thể xứng đôi bác thất vương triệu đế vị vị. Hiện tại, Tôn Long Chiến Thần không chỉ là chấp hành bác thất đạo quân nguyện vọng. Càng là bởi vì lý thất giả dạ xứng đôi cái này đế vị vị. Thần, đường đột. Phục hồi tinh thần lại Tôn Long Chiến Thần hướng lý thất giả dạ đại bái. Người không biết, không tội. Lý thất giả dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Tôn Long Chiến Thần sau khi ngồi xuống, thật sâu hít thở một cái khí, nhìn lý thất giả, dạ, hỏi, lấy điện hạ cao kiến, liền, nên như thế nào? có thể như thế nào? Lý thất giả tùy ý cười cười, nói rằng, nếu đáp ứng rồi các ngươi đạo quân, ta đây cũng liền thuận nước đẩy thuyền, làm một cái nhân tình, hoàn thành hắn nguyện vọng. Bác thất vương triều, cũng là một cái thú vị chỗ. Vậy tại đế vị vị trên ngồi một chút. Lý thất giả nói như vậy, nhưng tôn long chiến thần cũng không khỏi là cười khổ một cái, bác thất vương triều, bất luận thực lực vẫn là nội tình, cũng có thể ngạo thì toàn bộ loạn châu, thậm chí là toàn bộ hạ tam châu bác thất vương triều đế vị vị đối với bao nhiêu người mà nói chính là cao cao tại thượng ngôi vị hoàng đế hiện tại lý thất giả dạ nói đến đây chẳng qua là thuận lợi ngồi một chút là hết sức tùy ý thậm chí là không đáng giá nhắc tới chọn cái ngày tốt lý thất giả dạ phân phó tôn long chiến thần nói rằng cử hành đăng cơ đại điển cái này tôn long chiến thần không khỏi là do dự một chút không thể a à lý thất dạ nhìn tôn long chiến thần tôn long chiến thần cười khổ một cái nói rằng cũng không phải là không thể điện hạ chính là đế vị người thừa kế nên leo lên đại vị chỉ là liền lúc không thích hợp đại điển tôn long chiến thần sợ lý thất dạ có chỗ hiểu lầm bận bịu là nói rằng bệ hạ đã qua đời bác thất vương triều còn chưa yên ổn bên ngoài có hung nhân ác độ nhìn chằm chằm nếu là điện hạ muốn cử hành đăng cơ đại điển chớ nói vương triều bên trong có người không an phận, chỉ sợ cuồng Long Đình nhất định sẽ không bỏ qua cái này đại thời cơ tốt. Nói đến đây, Tôn Long Chiến Thần không khỏi dừng một chút, không khỏi là lo lắng, nói rằng, bệ hạ đã không ở, tuy rằng chúng ta bác thất vương triều cường đại, nhưng, lúc này không người có thể địch cuồng Long. Nếu là ở đại điển lúc, cái khác hung nhân ác đồ đều tới, chỉ sợ chúng ta vương trong triều là không thể chống đỡ được tôn long chiến thần đem trong đó tệ xử phạt tích cho lý thất dạ nghe nói rằng không bằng chúng ta trước bình định vương triều nội bộ chờ nội bộ đại định sau đó lại vì điện hạ cử hành long trọng vô cùng đăng cơ đại lục không cần lý thất dạ lắc đầu nói rằng cái này thật lãng phí thời gian nếu đều mơ tưởng náo nhiệt vậy náo nhiệt lên đi con người của ta liền là ưa thích náo nhiệt càng nhiều người càng tốt hôn nhân tới càng nhiều Huyên náo cũng liền càng vui mừng. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn Tôn Long chiến thần, lạnh nhạt nói, đây cũng là cơ hội khó được, nếu không, tất cả mọi người không đến, nhiều không có ý nghĩa. Con người của ta, thích tại náo nhiệt thời điểm, một nồi toàn bộ đều sao? Cái này, Tôn Long chiến thần trong khoảng thời gian ngắn đều không trả lời được. Hắn lời đã nói rất rõ ràng, nếu là ở liền cử hành đăng cơ đại điển, nhất định sẽ đưa tới cùng Long Đình những thứ này hung nhân ác độ tới phạm, nếu là chống đỡ không được, sẽ vì bọn họ bác thất vương triều đưa tới tai họa ngập đầu, thậm chí có có thể tan thành mây khói. Nhưng mà, Lý Thất Giả biết rõ sẽ có thật nhiều hung nhân ác độ đến, vẫn như cũ không để ở trong lòng, thuận miệng mà nói, đây là vô tri, vẫn là lòng tin mười phần. Vào lúc này, bất luận tôn Long chiến thần là thế nào dạng xem, Lý Thất Giả đều không giống như là vô tri người cái này nhượng tôn long chiến thần trong lòng kỳ quái vô cùng, lý thất giả đây tột cùng là có nhiều sức mạnh đây. Có nhiều thủ đoạn, nhượng hắn có lòng tin như vậy. Hắn một vị năm viên thánh quả thiên tôn long quân, cũng không có lòng tin đi đối kháng toàn bộ cùng long đình, hôm nay, lý thất giả đã có lòng tin như vậy cùng sức mạnh, điều này thật sự là kỳ quái đến cực điểm. Đi an bài xong đi. Lý thất giả nhàn nhạt phân phó, nói rằng, cái này không phải là cái gì chuyện khó khăn tôn long chiến thần không khỏi là thật sâu hít thở một cái khí nói rằng tốt nếu điện hạ cố ý như vậy thần an bài là được tôn long chiến thần đi sau đó liệt diễm cuồng đao lúc này mới thở dài một hơi nếu như tôn long chiến thần thực sự muốn nhất ý đoạt vị như vậy toàn bộ bác thất vương triều ai cũng ngăn hắn không được điện hạ chiến thần nói gì đó liệt diễm cuồng đao là lo lắng lý thất dạ bị tôn long chiến thần uy hiếp có thể nói cái gì an bài đăng cơ đại điển lý thất dạ không khỏi nở nụ cười chiến thần nhưng có yêu cầu liệt diễm cùng đao đương nhiên lo lắng tôn long chiến thần tại áp bách lý thất dạ đem lý thất dạ làm một con khôi lỗi đối sử dụng có thể có yêu cầu gì lý thất dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói hắn làm tốt chuyện của hắn là được lý thất dạ nói như vậy liệt diễm cùng đao lúc này mới thở dài một hơi hắn cũng không hiểu lý thất dạ là có thủ đoạn gì dĩ nhiên chế trụ tôn long chiến thần